Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tập hợp lại các tin tức của tuần qua và gửi đến quý vị một video tổng hợp. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Qua báo cho Sevastopol Vào đêm hôm qua, lực lượng Nga một lần nữa đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine ở phía tây của Biển Đen. Một chiếc xuồng không người lái được phát hiện cách bờ biển chỉ vài km. Có thể là để theo dõi hoạt động của hạm đội Biển Đen, nhưng đã bị phía Nga đánh chìm, nhưng tuần gần đây thì Crimea đã trở thành địa điểm yêu thích của Tổng thống Zelensky khi ông cần giành một chiến thắng để chứng minh cho các ông chủ NATO của mình. Crimea cũng là biểu tượng của nước Nga, nơi mà nước Nga đặt hạm đội biển đen. Vì vậy mà các cuộc tấn công vào Crimea sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Cuộc tấn công lớn vào hôm 22 tháng 9 vào Sevastopol đã làm hư hại tòa nhà trụ sở của hạm đội biển đen là bằng chứng cho thấy điều này. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Ukraine thì vụ tấn công vào Sevastopol chỉ là màn khởi động. Ukraine sẽ tiếp tục tấn công cầu Đông, sân bay quân sự và các tòa nhà mang tính biểu tượng của hải quân Nga. Đặc biệt là các cuộc tấn công này sẽ diễn ra ngay sau khi Ukraine nhận được tên lửa tầm xa của Mỹ. Phía Ukraine cho rằng cuộc tấn công đã khiến hàng chục người chết và bị thương, trong số đó có cả lãnh đạo cấp cao của Nga. Theo giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine Kadylo Budanov thì có ít nhất 9 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Ông này cũng tuyên bố rằng tướng Nga Alexander Romanov đang trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, có ít nhất hai tướng lĩnh cao cấp nữa cũng đã bị thương, trong đó có đô đốc Viktor Sokolov. Tuy nhiên thì thông tin này vẫn chưa được xác minh bởi phía Nga hoặc là các báo cáo của trang tin độc lập. Coin Al Zareza thì cho biết rằng cả hai bên vẫn giữ im lặng cho đến thời điểm này về thương vong của chính mình ở Crimea. Tuy nhiên thì cũng có thông tin là trong thời gian chiến tranh, bộ tham mưu Nga tại Crimea bao gồm cả bộ chỉ huy dự bị đều điều hành tại các phòng kè ở sâu dưới lòng đất và rất khó xác định để tấn công tất nhiên phía nga cũng chịu tổn thất về cơ sở vật chất khi trụ sở hải quân hạm đội biển đen bốc khói nghi ngút nhưng giới quan sát nhận định rằng cuộc tấn công này chủ yếu là vì lý do bia về mặt quân sự và không mang lại giá trị cao về mặt chiến lược cuộc tấn công này chỉ làm gián đoạn giao thông dân sự trong khu vực phố lenin quảng trường cùng đại lộ nakimov và trên ngọn đồi nơi có tòa nhà của bộ tham mưu và đơn vị hậu cần của hạm đội biển đen sau cuộc phản công mùa hè bất thành Kiev đã triệt đề chuyển sang sử dụng chiến thuật tấn công khủng bố tên lửa từ xa vào bán đảo Crimea, giống hệt như đã từng pháo kích vào Donbass trong suốt 9 năm qua. Tổng thống Zelensky cần phải làm một điều gì đó để xoa dịu cử tri Ukraine, cũng như là làm hài lòng các nhà tài trợ phương Tây. Vào thời điểm xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào Sevastopol, người ta đã nhìn thấy một máy bay trinh sát tuần tra Lockheed p 3 Orion đang tiến hành trinh sát khu vực Biển Đen. Một chiếc UAV RQ-4 Global Hubs của không quân Mỹ cũng bay vòng quanh đó. Sau đó, máy bay chỉ huy E-3A Sentry được bổ sung và thay thế bằng máy bay chống ngầm Boeing P-8S Pusidum của Mỹ. Tất cả đều là để cung cấp thông tin phòng không Svatobol và chuyển dữ liệu về cho Kiev. Tuy nhiên, các thiết bị này của Mỹ đều hoạt động ở vùng lân cận trong không phận quốc tế. Điều này làm người Nga không thể bắn hạ các UAV và máy bay chính xác của đối phương vì nó đang bay ở vùng biển trung lập. Và đây chính là cách mà Mỹ đang tiến hành cuộc chiến với Nga thông qua quốc gia ủy nhiệm Ukraine. Nhưng người Nga giờ đây có thể lợi dụng một lỗ hồng trong luật chiến tranh. Kênh Telegram Mayday Chronicle of Erdai viết rằng trong Điều 45 của tuyên bố về luật chiến tranh hải quân, ngày 26 tháng 2 năm 1909 của London về các tàu rời đi để truyền thông tin vì lợi ích của kẻ thù, cũng có thể được cho là một điều kiện để phát động chiến tranh. Ngoài ra thì tuyên bố Paris về luật biển năm 1856 sau chiến tranh Crimea cũng nhắc đến những con tàu thực hiện việc chuyển thông tin cho kẻ thù. Nga cũng có thể dựa vào đó để tuyên bố toàn bộ khu vực vùng biển Đen là khu vực diễn ra các cuộc tập trận bắn tên lửa và máy bay. Đương nhiên, máy bay hay là UAV của Mỹ cùng với NATO sẽ gặp rủi ro nếu vô tình bị bắn trúng. Và trong cuộc xung đột, không có tài sản nào của Mỹ hay NATO ở bất kỳ đâu trên biển Đen được an toàn. Điển hình là hồi tháng 3 năm nay, Nga đã phá hủy một chiếc UAV MQ9 của Mỹ tại biển Đen. Nga cũng nhanh chóng có các hành động trả đũa cuộc tấn công vào trụ sở hạm đội Biển Đen. Vào dạng sáng qua, Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích lớn vào Ukraine. Phía Nga đã tiến hành các cuộc tấn công kết hợp UAV tự sát Zhirinium và tên lửa hành trình Onisut nhằm vào các mục tiêu ở Poltava, Dnipropetrovsk và Zaporozhye, phá hủy các căn cứ sửa chữa và kho chứa vũ khí. Một đường ống dẫn khí đốt ở Dnipropetrovsk bị hư hỏng nghiêm trọng. Nga cũng tấn công các khẩu đội phòng không ven biển sân bay và nhà chứa máy bay tại Odessa. Cuộc tấn công mạnh vào cảng Odessa đã ghi nhận hàng loạt vụ nổ. Có thông tin cho rằng, một khách sạn cao tầng ở cảng Odessa đã bốc cháy. Cũng vào đêm ngày 23 tháng 9, Nga đã tấn công sân bay Kremenchuk thuộc vùng Poltava. Sân bay này được cho là đã được phía Ukraine sử dụng để tấn công Svatobol và bán đảo Crimea. Không có bất kỳ tín hiệu không kích nào vang lên từ phía Ukraine. Điều đó cho thấy người Nga đã sử dụng tên lửa vô hình KH-50 mang đầy đủ công nghệ tàng hình của KH-101, nhưng kích thước nhỏ hơn, đồng nghĩa diện tích phản xạ radar của nó thấp hơn nhiều. Do đó mà KH-50 vượt trội hơn các tên lửa hành trình khác của Nga trong việc xâm nhập không phận được bảo vệ nghiêm ngặt của Ukraine. Trong vụ tấn công này, Nga đã phá hủy những mục tiêu có giá trị như tên lửa Storm Shadow cất giữ tại sân bay Kremenchak. Một số máy bay ném bom Su-24M của Ukraine cũng bị nổ tung. Truyền thông Nga cũng cho biết, Tại sân bay Kremenchat xuất hiện một số lượng lớn lính cứu hỏa và xe cứu thương. Điều này cho thấy Ukraine đã có những tổn thất nặng nề về phi công và nhân viên bảo trì. Đồng thời có khả năng các sĩ quan của NATO cũng đã thiệt mạng, bao gồm các chuyên viên Ba Lan điều phối các vụ phóng tên lửa vào Svatobol. Tại phòng tuyến Robotine và Vorbou ở Zaporozhye, phía Ukraine vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Nga và các thiết bị của Ukraine tiếp tục bị tiêu diệt. Ukraina cũng đẩy mạnh cuộc tấn công tích cực hơn nữa vào Novo Novoprokopovka, nhưng đã bị Trung đoàn 70 thuộc Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 42 của Nga tiêu diệt hoàn toàn. Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở phía nam của Bakhmut, Ukraina hiện đang bị thiệt hại nghiêm trọng ở làng Klitschipka, nơi mà nước này tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát vào tuần trước. Thực tế, thì Klitschipka chỉ là một ngôi làng hoang phế, chống trải và không có đường xá, khiến việc tiếp tế gặp khó khăn. Trong khi pháo binh và UAV của Nga bắn phá liên tục, khiến các binh sĩ Ukraine luôn trong tình trạng căng thẳng, làng Klitschypka cũng chưa bao giờ có ý nghĩa chiến lược. Tuy nhiên, truyền thông Ukraine và phương Tây trong những ngày qua đã thổi phồng quá mức nhằm duy trì hình ảnh về một cuộc phản công đang tiến triển và gây cảm giác là phòng tuyến của Nga đang dần sụp đổ ở khu vực Bát mút. Hiện thì làng Klitschypka vẫn nằm trong vùng xám giao tranh và đến lượt quân Ukraine đang trở thành túi lửa cho hòa lực của quân Nga ngày hôm qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thì đã có 1.455 binh sĩ Ukraina bỏ mạng chỉ trong tuần qua ở gần Klitschka. Cũng trong ngày hôm qua, tờ Shannon xác nhận rằng Nga đã thực hiện 83 đợt pháo kích vào khu vực Kherson. Về phía Nga, thì họ cũng cho biết chiến binh Wagner cũng đã có mặt ở khu vực chiến sự Kherson dưới sự bảo trợ của lực lượng vệ binh Nga. Đồng thời, thông tin về việc các chiến binh Wagner trở lại tiền tuyến đã được các nguồn tin Ukraine xác nhận là đáng báo động rằng các chiến binh này đã tập hợp một nhóm độc lập sẽ tham chiến ở Ukraine để bảo vệ lợi ích của Nga, cũng như là sẽ chiến đấu ở một trong những khu vực khó khăn nhất. Nhìn chung, chính quyền Kiev đang lo lắng trước thông tin các chiến binh Wagner quay trở lại chiến trường Ukraine. Các diễn biến nóng trên chiến trường Ukraine cũng đang tương đồng với các cuộc tranh luận nóng lên tại chính trường Mỹ, xoay quanh các khoản tài chính để duy trì sự tồn tại của chính phủ, cũng như cuộc chiến tại Ukraine. Mỹ viện trợ cho Ukraine, chi đủ tiền cho 3 ngày chiến tranh. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy vào hôm 23 tháng 9 đã thông báo Hạ viện sẽ bỏ phiếu về dự luật tài trợ của Lầu Năm Góc, bao gồm viện trợ cho Ukraine. Trước đó một ngày, ông McCarthy nói rằng do lo ngại về việc cung cấp tài chính cho Ukraine, ông sẽ loại bỏ một điều khoản trong đạo luật ủy quyền quốc phòng cung cấp 300 triệu đô la Mỹ hỗ trợ cho Kiev. Trong khi ấy, thì lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer lại muốn thông qua một nghị quyết để tiếp tục gói tài trợ chi tiêu 40 tỷ đô mà Tổng thống Biden đã đệ trình lên Quốc hội trong đó có kèm gói viện trợ trị giá 24 tỷ đô cho Ukraine. Gói 24 tỷ đô này tách biệt với khoản tài trợ 300 triệu đô la kèm theo dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng của Chủ tịch Hạ viện McCarthy. Tuy nhiên, ngay cả khi số tiền 300 triệu đô la được thông qua, thì nó cũng chỉ đủ cho Ukraine tiêu dùng trong vài ngày. Lưu ý là Bộ trưởng Tài chính Ukraine sắc gầy Machenko xác nhận rằng Ukraine chi khoảng 3,5 tỷ đô la mỗi tháng cho cuộc chiến chống lại Nga. Theo ước tính, thì Ukraine chi tiêu trung bình khoảng hơn 100 triệu đô la trên một ngày cho các hoạt động quân sự của mình. Vì vậy mà số tiền 300 triệu đô la mà Quốc hội Mỹ nếu có phê duyệt cũng sẽ chỉ đủ cho Ukraine dùng trong khoảng 3 ngày. Rõ ràng, số tiền này không có đủ cho Ukraine tiêu dùng trong một tháng. Và khi hết số tiền này, liệu Kiev có nguồn thu nào để duy trì quân đội theo đúng cách hay không? Có điều chính quyền Kiev hiện chưa có bất kỳ kế hoạch dự phòng nào trong trường hợp Mỹ cắt giảm viện trợ. Điều này đã được Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexander Danilov thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ PBS. Ông này đã bày tỏ lo ngại rằng phương Tây chưa đạt được sự đồng thuận về tương lai của Ukraine. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu các đồng minh của Mỹ có thể cung cấp cho ép số tiền cần thiết để duy trì cuộc chiến hay không? Dữ liệu thực tế cho thấy sự hỗ trợ của châu Âu cũng đang bị lung lay. Ba Lan và Ukraine đang rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị toàn diện không có hồi kết cả Slovakia và Ba Lan cùng với Mỹ đều sắp có bầu cử. Các cuộc thăm dò cho thấy các ứng cử viên phản đối việc tiếp tục hỗ trợ ở mức độ cao cho Ukraine đều có nhiều khả năng giành chiến thắng. Nếu phe phản chiến thắng thế, điều đó có nghĩa là sự ủng hộ của Tổng thống Biden dành cho Ukraine cũng lụn bại theo. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu nguồn hỗ trợ tài chính của phương Tây cho Ukraine cạn kiệt? Tất nhiên là chi tiêu thâm hụt lớn sẽ xảy ra. Điều này đã được Bộ trưởng Tài chính Ukraine xác nhận ngân sách thu được của nước này thấp hơn 2 lần, thâm hụt khoảng 1.560 tỷ hryvnia, trong khi tổng chi phí dự kiến là 3.108 tỷ hryvnia. Vậy thâm hụt ngân sách lớn kết hợp với năng lực sản xuất kinh tế suy giảm sẽ tạo ra điều gì? Tất nhiên, Ukraine sẽ bị siêu lạm phát. Đó là còn chưa tính đến việc Nga bắt đầu tiếp tục phá hủy mạng lưới điện một cách có chọn lọc của Ukraine. Thực tế, thì các phóng viên phương Tây chủ yếu tác nghiệp tại thủ đô Kiev, nơi mà cho đến nay hầu như không bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá nhiều. Nhưng một người Nga đã tăng cường tấn công vào miền Tây Ukraine, đặc biệt là thành phố Lviv trong tháng qua. Mặc dù Ukraine đang chạy đua sửa chữa lưới điện để có thể duy trì hoạt động vào mùa đông, nhưng việc Nga mở lại các cuộc tấn công mới vào hôm 20 tháng 9 sẽ khiến phần lớn hệ thống điện còn lại của Ukraine không có khả năng phục hồi, ngoại trừ người Nga có thể can thiệp. Vì vậy mà nếu Nga muốn kiểm soát tương lai của miền Tây Ukraine, họ chỉ cần phá hủy hoàn toàn mạng lưới điện của nước này. Thêm vào đó, việc Mỹ không nhượng bộ yêu cầu Nga là Ukraine không được phép gia nhập NATO, có nghĩa là Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi nào khuất phục được Ukraine bằng bất kỳ sự kết hợp nào từ các hành động quân sự cho đến hủy diệt kinh tế. Điểm báo về cơn bão chính trị: Nga giành lợi thế ngoại giao ở Liên hợp quốc. CNN thừa nhận Tổng thống Zelensky đã nhận được sự đón nhận trái chiều ở Mỹ và nhận định đây có thể là điểm báo về một cơn bão chính trị lớn sắp tới đối với ông. Tờ này viết rằng. Tổng thống Ukraina đến Mỹ vào thời điểm mà con đường dẫn tới chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến chống Nga dường như càng xa vời. Điều này có nghĩa là lời đảm bảo của tổng thống Biden sẽ hỗ trợ Ukraina tới khi nào còn cần thiết sẽ suy yếu đi rất nhiều. Trong khi đó thì hãng tin AP viết rằng các vết rạn nứt đã xuất hiện trên bức tường thành ủng hộ từ các đồng minh lớn nhất của Ukraina. Một cuộc xung đột giữa các đồng minh nổi lên sau khi Ukraina đệ đơn kiện ba nước láng giềng là Hungary, Ba Lan và Slovakia lên Tổ chức Thương mại Thế giới vì cấm nhập khẩu nông sản của Ukraine. Cả ba quốc gia này đều nổi giận trước động thái của Kiev. Trong đó, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki phản ứng dữ dội nhất. Đảng Cộng Hòa cũng tỏ rõ thái độ lạnh nhạt về khoản chi tiêu lớn nhất mà chính quyền Biden dành cho quân đội Ukraine, đã làm dấy lên những bất ổn mới về cam kết của phương Tây đối với cuộc chiến chống lại Nga. Chính quyền Biden thực tế đang tuyệt vọng để giúp đỡ kẻ sắp thủ cuộc, bởi đơn giản Ukraine không còn đủ nhân lực trên chiến trường. Xe tăng Abrams Tiêm kích F16 hay đạn pháo của Mỹ sắp được gửi cho bên thua cuộc chắc chắn sẽ lọt vào tay đối phương là Nga. Hệt như trường hợp Mỹ bại trận ở Afghanistan và hàng tỷ đô la vũ khí đã rơi vào tay quân Taliban. AP dẫn lời một quan chức EU cảnh báo rằng, Tổng thống Putin đang vui mừng trước mối bất hòa giữa các đồng minh phương Tây và Ukraine. Vào thời điểm quân đội Ukraine đang suy kiệt, đồng thời, CNN cũng nhận định rằng, Tổng thống Putin có động cơ để tiếp tục cuộc chiến khi uy tín và phạm vi ảnh hưởng của Nga trên trường quốc tế đang gia tăng. Ngoài ra, thì Tổng thống Putin cũng chờ xem liệu việc thay đổi quyền lực ở Nhà Trắng có dẫn đến việc Tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc cuộc chiến này theo các điều kiện của Moscow hay không. Lưu ý rằng, không phải vô cớ mà Tổng thống Zelensky trở nên cuồng loạn tại Liên Hợp Quốc. Không chỉ các đồng minh ban tích rừng rẫy, mà chính các nước vốn trùng lập với xung đột đã mượn diễn đàn Liên Hợp Quốc để bày tỏ suy nghĩ của mình về sự phi lý của cuộc chiến tại Ukraine. Nổi bật nhất, chính là bài phát biểu của tổng thống colombia gustavo petro khi ông tuyên bố rằng phương tây không chi tiền cứu người khỏi thiên tai nhưng lại dễ dàng phân bổ hàng trăm tỷ đô la để chứng kiến người nga và ukraine tàn sát lẫn nhau tổng thống colombia đã phát biểu như sau phương tây quên rằng đất nước của chúng ta đã nhiều lần bị xâm lược bởi chính những người hiện đang nói rất nhiều về việc chống lại các cuộc xâm lược họ quên rằng họ đã xâm chiếm iraq syria và libya để lấy dầu Họ nêu những lý do tại sao họ cần đến bảo vệ Zelensky, nhưng họ quên mất rằng, vì những lý do tương tự, họ cần phải đến bảo vệ Palestine. Họ quên rằng để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững mà Liên hợp quốc đã tuyên bố thì cần phải chấm dứt mọi cuộc chiến tranh. Nhưng đồng thời, họ không cho phép một trong số cuộc chiến đó kết thúc, bởi vì nó phù hợp với họ. Đây là trò chơi vương quyền của họ và đây là đấu trường sinh tử của họ. Họ không có 100 tỷ đô la để bảo vệ các quốc gia khỏi lũ lụt và bão tố, nhưng Họ ngay lập tức phân bổ số tiền này để đảm bảo rằng người Nga và người Ukraina sẽ tàn sát lẫn nhau. Bằng chứng rõ gì về máy xay thịt tại Ukraine? Giờ đây, người ta đã xác định chắc chắn rằng cuộc phản công của Ukraine là nguồn cung cấp năng lượng cho một cỗ máy xay thịt đẫm máu với quy mô lớn. Còn nhớ tờ Strona hôm 16 tháng 9 có tiêu đề, cứ 100 người thì chỉ còn lại 10 đến 20 người mà thôi. Người đứng đầu Vontava TCC kể về những mất mát ở thành phố của mình, Giờ đây thì một dữ liệu do gì xác nhận về tinh thần chiến đấu của các binh sĩ Ukraine năm tháng trước, trước khi cuộc phản công mùa hè bắt đầu. Đây là báo cáo do quyền chỉ huy tạm thời của tiểu đoàn cơ giới số 2 thuộc đơn vị quân đội A4007. Đại úy Dmitry Pili gửi cho cấp trên, nói rằng trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 4 năm 2023, với tư cách là chỉ huy tạm thời đã kết luận rằng tiểu đoàn 2 có tình trạng tinh thần và tâm lý cực kỳ thấp. Hầu hết binh lính đều từ chối thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, mức độ tinh thần ở các đơn vị chiến đấu khác nhau cũng được đánh giá trong khoảng từ 20 đến 42%. Đây là danh sách báo cáo của các binh sĩ thuộc đơn vị quân đội A7097 đã tự nguyện rời bỏ chức vụ. Trong số đó có đại úy Mikhailo Sabunin. Cũng có một báo cáo khác cho thấy một nhóm binh sĩ đã tự nguyện rời bỏ chiến trường. Báo cáo cũng cho thấy mức độ sẵn sàng chiến đấu của đại đội 5 thuộc tiểu đoàn 2 ở mức độ cực kỳ thấp nhân sự của đơn vị đã giảm xuống khoảng 60% và buộc phải rút khỏi tiền tuyến. Tài liệu do gì cũng cho thấy dữ liệu cá nhân của 10 binh sĩ còn lại. Nhìn chung, các tài liệu do gì đã cho chúng ta thấy một bức tranh tổng thể về những gì đang diễn ra ở tiền tuyến của Ukraine vào tháng 4 năm nay. Và ở thời điểm hiện tại, thì tình hình có lẽ còn thảm khốc hơn nhiều. Lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục tấn công các vị trí phòng thủ của Nga với sự kiên trì theo logic chiến tranh của chính quyền Kiev. Đó là sẽ chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng. Tất nhiên nếu tổng thống Zelensky dừng phản công thì ông sẽ không nhận được bất cứ nguồn viện trợ nào từ phương Tây nữa. Cỗ máy chiến tranh của KF hiện đang được trang bị lại và các đơn vị mới đang được tái vũ trang. Mặc dù lực lượng Nga đã phá hủy một số lượng đáng kể các loại vũ khí của phương Tây, nhưng Mỹ và Canada vẫn sẽ tiếp tục cam kết viện trợ. Vì vậy mà chính quyền KF đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công mới vào năm 2024. Do đó nhiều khả năng nga sẽ thực hiện cuộc tấn công tàn khốc của riêng mình nhằm ngăn chặn kế hoạch của phương Tây và Kiev. Thượng nghị sĩ Mỹ bị sốc trong cuộc họp kín về Ukraine. Trả lời phỏng vấn tờ For, ngay sau khi dự cuộc họp kín của một nhóm thành viên Quốc hội Mỹ, tình hình ở Ukraine, thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley đã bày tỏ cảm giác sốc khi nói rằng nếu có con đường nào đó dẫn đến chiến thắng của Ukraine, thì tôi đã không nghe thấy ngày hôm nay. Tôi chỉ nghe nói rằng các yêu cầu tài trợ sẽ tiếp tục được chi. Thượng nghị sĩ Haley nói rằng, người dân Mỹ vẫn sẽ được yêu cầu chi thêm hàng trăm tỷ đô la để bảo vệ vị thế của Mỹ trên trường quốc tế. Tổng thống Biden đã yêu cầu quốc hội cấp thêm 24 tỷ đô cho Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng, nếu Ukraine không nhận được thêm viện trợ, chắc chắn họ sẽ thua trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, mọi bằng chứng cho thấy dù thế nào đi nữa, thì Ukraine cũng sẽ thua trong cuộc chiến này. Thượng nghị sĩ Haley cũng tiết lộ rằng, công chúng Mỹ đang bị lừa dối về tình hình chiến tranh tại Ukraina. Có điều, nhận định của thượng nghị sĩ Haley lại trái ngược với những gì truyền thông phương Tây đang rầm rộ tuyên truyền về Ukraina. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Haley đã xác nhận điều mà nhiều người Mỹ đã nghi ngờ, khi mà 55% dân chúng Mỹ hiện đang phản đối viện trợ nhiều hơn cho chính quyền ép. Chính quyền Biden và Zelensky thường đưa ra những luận điểm rằng, viện trợ nên được tiếp tục bởi nếu Ukraina thất thủ thì Nga sẽ xâm chiếm cả châu Âu. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Nga có kế hoạch tấn công Ba Lan hoặc bất kỳ thành viên NATO nào khác. Một điểm đáng lo ngại khác là phương Tây tin rằng người dân Ukraine cần được sử dụng làm lá chắn để ngăn chặn một cuộc chiến rộng hơn giữa Nga và NATO. Đó là tuyên bố mà Tổng thống Zelensky liên tục đưa ra trong suốt nhiều tháng qua, khiến người dân phương Tây sợ hãi tiết thêm hàng tỷ đô la vào kho bạc của chính quyền Kiev. Lưu ý là vào hôm 22 tháng 9, Tổng thống Zelensky đã có mặt ở Canada, nơi ông đã gặp Thủ tướng Justin Trudeau. Ông tiếp tục lặp lại tuyên truyền quen thuộc của mình rằng, bạn giúp đỡ Ukraine hay là Nga sẽ không có người trung gian trong cuộc chiến này. Bằng cách giảm bớt viện trợ cho Ukraine, bạn sẽ củng cố sức mạnh cho nước Nga. Và một nước Nga hùng mạnh, tôi nghĩ lịch sử đã chứng minh cho điều đó. Nếu ai đó muốn mạo hiểm, tốt thôi, hãy làm suy yếu sự hỗ trợ dành cho người Ukraine. Như thượng nghị sĩ Harley đã từng nhận định, phe diều hầu Mỹ vẫn luôn muốn có một cuộc xung đột xảy ra với Nga. Luận điệu chống Nga có lẽ được bắt đầu từ năm 2016, xung quanh việc Donald Trump bất ngờ đắc cử trước Hillary Clinton. Ông đã bị đảng Dân Chủ gán cho tội thông đồng với Nga và rằng cuộc bầu cử đã bị Nga thao túng. Thực tế đều là do đảng Dân Chủ và giới tình hòa theo chủ nghĩa toàn cầu vu cáo cho Tổng thống Trump. Tất nhiên, hậu quả của việc tuyên truyền này đã thuyết phục được phần lớn công chúng Mỹ và châu Âu, khiến họ tin rằng nga chính là kẻ săn mồi chỉ trực chờ tấn công họ trong cuộc trả lời phỏng vấn này thượng nghị sĩ mỹ nhấn mạnh rằng trong khi công chúng phương tây hoàn toàn bị thao túng để bài trừ nga thì thực tế trung quốc mới là mối đe dọa lớn hơn nhiều và mọi nỗ lực ngăn chặn trung quốc thôn tính đài loan trong giai đoạn này sẽ là vô ích thượng nghị sĩ mỹ cảnh báo một sự thật là cả mỹ và nato đều không có triển vọng giành chiến thắng trong bối cảnh mà kinh tế đang bất ổn một cuộc xung đột giữa đông và tây sẽ là thảm họa cho cả hai bên Ba Lan ám chỉ Đức phải chịu trách nhiệm thói rửa mặt của Ukraine. Vào hôm ngày 22 tháng 9, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố không chuyển vũ khí cho Ukraine nữa, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki tiếp tục gay gắt nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn quốc gia Ba Lan PA như sau. Tôi muốn nói với Tổng thống Zelensky rằng đừng bao giờ xúc phạm người Ba Lan nữa, đừng bao giờ như ông ấy đã từng làm gần đây trong bài phát biểu của mình tại Liên Hợp Quốc. Lưu ý là Tổng thống Zelensky đã chỉ trích ba quốc gia đồng minh của mình xung quanh việc nhập khẩu ngũ cốc. Thậm chí, ông còn dọa trừng phạt rau và hoa quả nhập khẩu từ Ba Lan. Đây được coi là một đòn giáng mạnh vào bộ mặt và kinh tế của Ba Lan. Tuy nhiên, theo nguồn tin của The Dissudum hôm 24 tháng 9 cho biết, Tổng thống Zelensky đã cố gắng muốn một cuộc gặp với lãnh đạo Ba Lan để làm hòa. Nhưng cả Tổng thống và Thủ tướng nước này đã phớt lờ lời đề nghị của ông. Mâu thuẫn giữa Ba Lan và Ukraine đã lên đến đỉnh điểm khi mà Thủ tướng Ba Lan đã kéo Đức vào cuộc. Cùng ngày, Thủ tướng Morawiecki đã lên án gay gắt Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Arkadiusz cũng đã trả lời phỏng vấn với đài phát thanh RMF24 và ám chỉ rằng nước Đức phải chịu trách nhiệm về việc tranh chấp giữa đất nước ông với Ukraine. Mở đầu cuộc phỏng vấn, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan đã nói như sau. Tôi nghĩ rằng theo một cách nào đó, sự tham gia của Mỹ sẽ làm dịu đi những cái đầu nóng này của Ukraine. Thông qua cuộc phỏng vấn này, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan đã chỉ thẳng rằng Đức đang đi đêm với Ukraine để hạ thấp vai trò của Ba Lan đối với Ukraine. Ông nói rằng Ba Lan đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, ở phía bên kia, chúng tôi nhận thấy những nỗ lực vượt mặt Ba Lan, tức là các cuộc đàm phán về việc quá cảnh qua Ba Lan và buôn bán ngũ cốc của Ukraine qua mặt chúng tôi. Một số manh mối cho thấy rằng đó chính là Berlin. Rõ ràng, các chuyến thăm thường xuyên gần đây của nhiều bộ trưởng Đức tới Kiev cũng như là các cuộc gặp của Tổng thống Zelensky với các chính trị gia quan trọng của Đức, có lẽ là một sự sắp xếp vượt mặt chúng tôi. Ông đã nói thêm rằng, đối với giới tinh hoa toàn cầu và giới đầu sỏ chính trị ở Ukraine, tốt nhất là bán ngũ cốc ở Ba Lan, vì đây là nơi vận chuyển rẻ nhất, gần thị trường lớn nhất và thuận tiện nhất cho họ. Chúng tôi sẵn sàng cho Ukraine quá cảnh, nhưng hãy để số ngũ cốc này đến Pháp, đến Berlin, đến Hamburg, rồi đến Tây Ban Nha. Chúng tôi không thể cho phép loại ngũ cốc này ở Ba Lan và loại bỏ nền nông nghiệp của chúng tôi. Lập luận của ông Mulakzik hé lộ khá nhiều điều thú vị. Đầu tiên là Ba Lan đã miễn trừ trách nhiệm cho Tổng thống Zelensky bằng cách miêu tả ông không khác gì một con rối của Đức. Thứ hai là Ba Lan nghi ngờ rằng Đức đang hồi sinh lại chủ nghĩa quân phiệt trong Thế chiến thứ hai. Thứ ba là Ba Lan ngụ ý rằng những kẻ đầu sỏ đã xúi dục Tổng thống Zelensky đối đầu với Ba Lan. Có thể nói sự cạnh tranh khốc liệt giữa Đức và Ba Lan luôn nóng bỏng tại NATO và EU trong khi Ba Lan trở thành điểm sáng trong khối NATO khi sẵn sàng nâng chi tiêu quốc phòng lên 4% GDP để làm hài lòng Mỹ, thì ngược lại, Đức lại không thể đáp ứng được chỉ tiêu này. Việc Ba Lan cáo buộc Đức đang có âm mưu với Ukraine nhằm thủ tiêu ngành nông nghiệp của nước này, thực tế cũng giống như cáo buộc hồi đầu mùa hè của Ba Lan rằng việc viện trợ quân sự của Đức gia tăng cho Ukraine nhằm cạnh tranh địa chính trị với Ba Lan. Nói tóm lại, Ba Lan lo ngại Đức đang nỗ lực thay thế nước này trở thành đối tác châu Âu hàng đầu của Kiev. Điều thú vị nhất chính là Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan đã công khai nhấn mạnh về việc Đức bị nghi ngờ đang tăng cường ảnh hưởng đối với các nhà tài phiệt nông nghiệp Ukraine. Điều đó cho thấy Ba Lan nhận thức rõ ai mới thực sự là người có tiếng nói ở hậu trường Kiev. Đó là các thế lực mờ ám có quyền lực lớn hơn nhiều so với Tổng thống Zelensky. Những kẻ đầu sò này không chỉ nằm trong ngành nông nghiệp, mà còn bao gồm nhiều phe phái khác nhau trong các cơ quan quân sự và tình báo. Mặc dù là đồng minh cùng chiến tuyến chống Nga nhưng giữa Đức và Ba Lan có mối bất hòa sâu sắc. Khi Ba Lan nhiều lần cáo buộc Đức can thiệp vào cuộc bầu cử sắp diễn ra của nước này. Mặc dù cuộc xung đột Ukraine ít nhiều đã làm cho Đức và Ba Lan xích lại gần nhau hơn về mặt chiến lược, nhưng quan điểm của cả hai vẫn còn khác quá xa. Trong khi Đức luôn tỏ ra nghi ngờ Ba Lan đang sử dụng vị thế ngày càng tăng của mình trong NATO để vận động chống lại Đức, thì ở chiều ngược lại, Ba Lan lại cáo buộc Đức xem nhẹ những yếu tố lịch sử và dường như muốn hạ bệ vai trò của Ba Lan đối với Mỹ và Ukraine chính vì vậy mà thứ trưởng ba lan tin rằng chỉ có mỹ mới kiểm soát được cái đầu nóng này của zelensky liệu chính quyền biden sẽ làm gì với hai đồng minh đang có mối bất đồng sâu sắc này đương nhiên mỹ sẽ nhắm mắt làm ngơ bởi mỹ cần cả đức và ba lan trong cuộc chiến này nhằm duy trì sự cân bằng địa chính trị ở châu âu bất kỳ xem nhẹ một trong hai quốc gia này đều sẽ có tác động sâu rộng đến đại chiến lược của mỹ cuộc tranh cãi gay gắt giữa ba lan và ukraine diễn ra vào thời điểm rất tồi tệ đối với tổng thống zelensky khi ông có mặt ở Bắc Mỹ để vận động cả Mỹ và Canada ủng hộ việc tiếp tục viện trợ thêm tiền và vũ khí cho nước ông. Có thể nói, chuyến thăm tới Canada của Tổng thống Zelensky đã gặt hái được một số thành quả. Đó chính là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất cho cuộc chiến ủy nhiệm của Mỹ ở Ukraine của Thủ tướng Justin Trudeau, khi nhà lãnh đạo Canada tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của nước này đối với Kiev. Mặc dù vậy, chuyến đi của Tổng thống Zelensky tới Canada cũng phần nào bị mờ nhạt bởi vụ sát hại nhà hoạt động tôn giáo người Sikh Hadip Singh dẫn đến cuộc khẩu chiến giữa Canada và Ấn Độ. Vậy vụ án này có liên quan gì tới Ukraine? Mỹ kích động Ấn Độ và Canada khẩu chiến nhằm mục đích gì? Canada và Ấn Độ đang vướng vào một cuộc tranh cãi ngoại giao chưa từng có. Liên quan đến vụ sát hại nhà hoạt động tôn giáo người Sikh Hadip Singh ở Canada, truyền thông phương Tây trong mấy ngày qua đã liên tục đưa tin về sự việc này. Thủ tướng Canada với sự hậu thuẫn vững chắc của Mỹ, đang mở rộng vòng xoáy của cuộc tranh cãi khi ông đề cập đến vụ án này trong cuộc họp báo bên lề phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 21 tháng 9. Thực tế, Canada và Mỹ đang công khai thừa nhận rằng họ đang cùng nhau đấu tố Ấn Độ. Điều này đã được đại sứ Mỹ tại Canada là David Cohen vô tình hé lộ khi ông này đã nói rằng thông tin tình báo được chia sẻ giữa các đối tác của Five đã cho thấy có sự tham gia của các đặc vụ Ấn Độ trong vụ sát hại Ninja rằng Canada và Mỹ đã trao đổi với nhau rất nhiều về vấn đề này. Và Canada phải tiến hành cuộc điều tra và Ấn Độ phải hợp tác với Canada trong cuộc điều tra này. Vậy thì tại sao Mỹ lại quan tâm đến vụ sát hại nhà hoạt động tôn giáo người Sikh? Câu trả lời được giải đáp trong cuộc họp báo của Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, Jake Sullivan, vào hôm 21 tháng 9, khi ông này được yêu cầu bình luận về cách tiếp cận với Thủ tướng Modi đối với vụ sát hại Niger. Jake Sullivan đã dài dòng khi nói về các nguyên tắc cơ bản của Mỹ với hàm ý rằng các chính sách gần đây của Ấn Độ đang thách thức các lợi ích sống còn của Mỹ. Ông đã đề cập đến chính quyền Thủ tướng Modi đã thỏa thuận với 18 quốc gia để không sử dụng đồng đô la trong các giao dịch thương mại, rằng Ấn Độ là một khối của Liên minh BRICS. Ông Jack Sullivan cũng nhấn mạnh rằng, bây giờ, Ấn Độ không phải là Nga và Trung Quốc có những thách thức riêng mà chúng tôi phải giải quyết trong bối cảnh của chính họ. Vì vậy mà tất nhiên sẽ có những khác biệt trong cách chúng ta đối xử với từng quốc gia một. Như vậy có thể thấy, chính quyền Biden đang tỏ ra tức tối với chính sách đối ngoại trung lập của thủ tướng Ấn Độ Modi. Tuy nhiên, cuộc họp báo diễn ra một ngày sau đó của ngoại trưởng Mỹ Blinken đã chính thức xác nhận Mỹ đang phối hợp với Canada để cuộc điều tra phải diễn ra theo đúng tiến trình. Điều ngạc nhiên là ngoại trưởng Blinken đã gọi vụ sát hại Ninja là một trường hợp đàn áp xuyên quốc gia và được Mỹ coi là rất nghiêm túc liên quan đến hệ thống quốc tế. Thêm nữa là trong cuộc họp báo, ngoại trưởng Blinken cũng hé lộ rằng ông đã có cuộc thảo luận với Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính và rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục tìm cách hợp tác cùng nhau trong các vấn đề. Rõ ràng, chính quyền Biden hiện đang về vãn Trung Quốc với mục đích mời ông Tập Cận Bình đến thăm Mỹ và thúc giục Bắc Kinh đồng ý tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung. Tất nhiên, Tổng thống Biden muốn Trung Quốc thuyết phục Nga đồng ý hòa đàm với Ukraine để kiếm một lợi thế cho cuộc bầu cử 2024, đồng thời tránh cho NATO một thất bại quân sự trong lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên minh này vào tháng 7 năm tới được tổ chức tại Mỹ, nhà trắng sẽ dàn dựng thành một chiến thắng cho tổng thống Biden trong cuộc chiến Ukraine, hệt như tổng thống Bush trong cuộc chiến tại Iraq. Phải chăng là Mỹ muốn đưa vụ Ninja ra luật pháp quốc tế chỉ là cái cớ để Mỹ trả thù Ấn Độ vì vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với Nga. Những kế hoạch này của Mỹ liệu có thể thành hiện thực được không khi mà các quốc gia đang cân nhắc lợi ích của chính họ? Trường ừ, Ukraine thiếu thốn đủ mọi thứ vào ngày tổng thống zelensky đến thăm washington ông đã bị new york times dội gáo nước lạnh vì chiến lược quân sự thất bại của mình tờ này đã dẫn lời quan chức mỹ nói rằng họ không thể hiểu nổi vì sao giới lãnh đạo kiev lại cứng đầu đổ quân vào bắc mút nhưng một số quan chức mỹ lý giải rằng bắc mút đã trở thành nỗi ám ảnh đối với giới lãnh đạo ukraine vì họ tin rằng có thể với tới gần chiến thắng hơn là các mặt trận ở phía nam tuy nhiên ukraine hiện đang thất bại nhiều hơn ở xung quanh mặt trận bắc mút so với ở các mặt trận phía nam Zaporozhye. Họ cũng mất nhiều binh sĩ và trang thiết bị ở khu vực này hơn bất kỳ mặt trận nào khác. Báo cáo hôm 25 tháng 9 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có 445 binh sĩ Ukraine thường vong ở xung quanh khu vực Bắc Mút, và chỉ có 100 binh sĩ thường vong ở mặt trận Zaporozhye. Báo cáo vào hôm 24 tháng 9 cũng cho thấy điều đó, với 305 binh sĩ thiệt mạng ở miền Đông so với con số 35 binh sĩ thiệt mạng ở phía Nam. Bản tóm tắt vào tuần trước cũng liệt kê có 1.455 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương ở xung quanh Bắc Mút và 515 người ở hướng Nam. Bất chấp truyền thông phương Tây mấy ngày gần đây đều tuyên bố Ukraine đang giành lợi thế. Nhưng mà thực tế, không có tiến bộ rõ rệt nào theo cả hai hướng này. Kênh Richardson ngày hôm qua xác nhận rằng, tại hướng Bắc Mút, quân đội Ukraine đã phải trả giá rất đắt khi nỗ lực xuyên thủng các hàng phòng thủ của Nga. Còn ở hướng zaporizhzhia dù không thể đạt được thành công về mặt chiến lược, nhưng tại khu vực Robotine thì Ukraine vẫn còn triển vọng. Không những vậy, Dữ liệu chiến trường cho thấy Ukraine ngày càng thiếu phương tiện xe bọc thép. Vào tháng trước, thì số lượng xe bọc thép và các loại xe bán tải không có vũ khí bị phá hủy vẫn ở mức bình thường, với khoảng 20 chiếc bị phá mỗi ngày tùy vào cường độ giao tranh. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, tỷ lệ đó đã thay đổi chóng mặt. Báo cáo vào hôm 25 tháng 9 cho biết rằng 12 xe bọc thép và 20 xe không bọc thép đã bị phá hủy. Ngoài ra, thì pháo binh Ukraine cũng bị phá hủy với số lượng lớn. Pháo 152 ly D-20 và MSTAB từ thời Liên Xô cũng như là pháo tự hành 152 ly Acacia ngày càng ít được nhắc đến. Số lượng ngày càng giảm của pháo 152 ly đã được thay thế bằng pháo 155 ly của phương Tây như là M777 của Anh và Krab của Ba Lan. Ngoài ra thì tổng số thương vong về người của Ukraine cũng cực kỳ nghiêm trọng. Việc nguồn tài trợ của phương Tây đang giảm dần đã phản ánh rõ nét nhất ở các bệnh viện tuyến đầu của Ukraine. Tờ Politico vào hôm 24 tháng 9 đã đưa tin rằng số người bị thương đang tăng lên nhanh chóng nhưng Ukraine không có thiết bị hay thuốc men để điều trị. Bác sĩ phẫu thuật Daniliak cho biết rằng, ngày hôm qua thì có 48 binh sĩ và 40 dân thường điều trị. Và ông cho biết rằng, lý do duy nhất khiến họ sống sót là nhờ vào các nguồn tiếp tế của phương Tây. Nhưng mà các bác sĩ như Daniliak cũng bày tỏ sự lo lắng, rằng không biết ngày mai sẽ ra sao khi nguồn tiếp tế này đang suy giảm. Tờ Politico viết rằng, tại bệnh viện ở saboroji chỉ cách tuyên tuyến 25 km, các bác sĩ và tình nguyện viên đang kiệt sức khi có rất nhiều người bị thương đổ dồn đến bệnh viện. Xung đột kéo dài cộng thêm với các bệnh viện bị tấn công hoặc bị quá tải đã gây ra sự mệt mỏi cho các nhà tài trợ phương Tây, khiến nhiều khả năng phương Tây sẽ ngừng cung cấp những vật tư quan trọng nhất cho các bệnh viện tuyến đầu. Nếu tình trạng này kéo dài thì con số thương vong của Ukraine sẽ càng tăng lên nhanh chóng. Rõ ràng là tổng thống Zelensky hy vọng sẽ nhận được hỗ trợ tài chính và quân sự mới từ Mỹ, nhưng sự thất bại của cuộc phản công đang khiến các đối tác phương Tây đang nghiêm túc xem xét có nên tiếp tục đầu tư cho Ukraine nữa hay không? Zelensky sập bẫy thông tin của chính mình. Ngày càng có nhiều tình nguyện viên Mỹ bị thương ở Ukraine được điều trị tại bệnh viện quân đội của Mỹ ở Đức. Đây là tiết lộ của tờ New York Times vào hôm 23 tháng 9, khi cho biết bệnh viện đã bắt đầu tiếp nhận các binh sĩ quân đội Ukraine bị thương trong chiến đấu. Hầu hết là tình nguyện viên người Mỹ. Tiết lộ này của truyền thông Mỹ là một điều khá bất thường, vì bệnh viện quân đội Mỹ thường chỉ điều trị cho những quân nhân tại ngũ. Landstuhl là bệnh viện hàng đầu của Mỹ ở Đức, và trong nhiều năm qua, nơi đây là trung tâm điều trị cho quân nhân Mỹ bị thương ở các chiến trường như là Afghanistan và Iraq. New York Times tiết lộ có 14 binh sĩ Mỹ chiến đấu cho Ukraine đang được điều trị tại đây. Nhưng giới quan sát tin rằng, vẫn còn hàng trăm tình nguyện viên Mỹ đang chiến đấu bên cạnh lực lượng Ukraine. Không giống như là giai đoạn ban đầu của cuộc xung đột, khi truyền thông phương Tây liên tục đưa tin Ukraine đang chiến thắng. Từ đó tới nay, đã có một sự thay đổi kịch tính khi các tờ báo lớn của Mỹ đang tập trung mổ xẻ thất bại của cuộc phản công. Sự thay đổi khắc nghiệt này được tờ New York Times phản ánh như sau. Không rõ số lượng các tình nguyện viên bị trúng đạn pháo, bị nổ mìn hoặc bị thương trong chiến đấu là bao nhiêu. Nhưng hiện có khoảng 20 người đã thiệt mạng. Hầu hết những người bị thương phải nhờ đến sự giúp đỡ sơ cứu từ các bệnh viện Ukraine hoặc các tổ chức từ thiện phương Tây. Tuy nhiên thì giờ đây, Lầu Năm Góc đã can thiệp để chuyển một số người trong số họ được nhận sự chăm sóc tương tự như quân nhân Mỹ đang tại ngũ. Như vậy, chúng ta có thể thấy, sau 19 tháng xung đột, đã có những báo cáo về việc người Mỹ bị chết hoặc bị người Nga bắt giữ. Nhưng đây là lần đầu tiên một tờ báo tầm cỡ như New York Times đã chính thức công nhận 20 công dân Mỹ đã thiệt mạng tại Ukraine. Không hề ngẫu nhiên khi mà tờ New York Times lại bỗng dưng tiết lộ con số này. Điều này cho thấy truyền thông Mỹ luôn nhạy cảm với các cuộc thăm dò dư luận trong nước, rằng người Mỹ đã quá mệt mỏi vì các lời hứa và chiêu trò của Tổng thống Zelensky. Có thể nói, Tổng thống Zelensky đang ở thời điểm vô cùng bất lợi cơ hội duy nhất để tiếp tục nhận được nguồn viện trợ của phương Tây là Ukraine luôn phải tấn công bất chấp hậu quả. Vì vậy mà tại Mỹ, Tổng thống Zelensky đã hùng hồn cam kết rằng Ukraine sẽ lấy lại thành phố Bắc Mút và hai thành phố khác. Ông nói rằng, chúng ta sẽ lấy lại Bắc Mút. Tôi nghĩ chúng ta sẽ lấy được lại hai thành phố nữa. Nhưng xin lỗi, tôi sẽ không tiết lộ cho bạn biết đó là thành phố nào. Nhiều khả năng, một trong hai thành phố mà ông Zelensky ám chỉ là Tokmak vốn có vị trí quan trọng chiến lược ở Zaporizhzhia. Tuy nhiên, chính do hậu quả từ việc nói dối trắng trợn, hứa hẹn phi thực tế với chính quyền Biden, mà giờ đây Tổng thống Zelensky dường như đang sập bẫy truyền thông do chính mình tạo ra. Ông hứa rằng Ukraine sẽ chiếm lại được thành phố top mắc vào cuối năm 2023, cùng với việc đảm bảo với các đối tác phương Tây rằng thời tiết khắc nghiệt cũng sẽ không ngăn cản được bước tiến của quân đội Ukraine. Nhưng mà với tốc độ phản công như lúc này, thì Ukraine phải cần rất nhiều thời gian nữa mới tới được thành phố Tốt mắc. Đó cũng là dự đoán chắc nịch của tướng Zaluzny khi ông đã tuyên bố thẳng thường rằng, trong năm nay, quân đội Ukraine sẽ không thể chiếm được Tốt mắc. Như vậy, ngay cả khi hạ thấp mục tiêu là chỉ giành lại Tốt Mác thay vì Crimea, thì Tổng thống Zelensky cũng khó có thể thực hiện được mục tiêu này. Thêm vào đó, giới quân sự Ukraine cũng không đồng tình với kế hoạch tấn công mùa đông của Tổng thống Zelensky, bởi họ hiểu rằng với những cuộc tấn công tự sát vào bức tường phòng thủ kiên cố của Nga, họ sẽ không có đường sống để trở về. Việc Mỹ thúc ép Ukraine tổ chức bầu cử, bất chấp đất nước này đang chiến tranh, cho thấy Mỹ muốn loại bỏ Zelensky để tìm kiếm một nhân vật khác thay thế. Có khả năng đó là tướng Zaluzny, vốn được người dân Ukraine yêu thích. Rõ ràng là Tổng thống Zelensky đang cố gắng thoát ra khỏi cái bẫy thông tin mà ông đã tự bày ra bằng việc duy trì một cuộc phản công một cách vô ích. Những tuyên bố hão huyền về việc giải phóng ba thành phố vào cuối năm nay cũng như là việc chiếm được một vài ngôi làng nhỏ, chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng của Tổng thống Zelensky nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng thông tin, cũng như là để cứu vãn tâm trạng u ám của người dân Ukraine và phương Tây. Tuy nhiên thì việc này đang phản tác dụng, vì vậy mà chính quyền Zelensky đã chuyển sự chú ý sang chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Nhưng chính sự liều lĩnh này đã đẩy Ukraine vào thảm cảnh hủy diệt nặng nề hơn, mà phương Tây khó hồi cứu vãn. Vào đêm ngày 25 tháng 9, Nga tiếp tục tấn công cảng Odessa ở khu vực trạm kiểm soát Olokha, Izyaslavia. Cảnh quay từ lãnh thổ Romani cho thấy cảng Izmail đã bị tên lửa đánh trúng mục tiêu. Các cuộc tấn công liên tiếp này cho thấy Nga đang quyết tâm ngăn chặn hành lang vận chuyển ngũ cốc của Ukraine, đồng nghĩa tiếp tục phá hủy nền kinh tế của nước này. Không chỉ đối mặt với tình hình trong nước, Tổng thống Zelensky cũng phải thích ứng với bối cảnh quốc tế đang thay đổi chóng mặt. Chuyến thăm tới Mỹ của ông cũng đi kèm với các diễn biến bất lợi trên trường quốc tế. Đó là cuộc khủng hoảng ở Karabakh đã chấm dứt chỉ trong 24 giờ, dưới sự trung gian hòa giải của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Kiev hy vọng Nga sẽ bị lún sâu vào việc tranh chấp ở khu vực này đã thất bại. Thêm vào đó, trong chuyến công du sang Mỹ của Tổng thống Zelensky, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Robert Menendez, kiêm nhà vận động hành lang nhiệt tình cho Ukraine đã bị bắt giữ vì tội nhận hối lộ. Và đây là một đòn đau cho chính quyền Kiev. Ngoài ra, thì trong chuyến công du tối Mỹ của Tổng thống Zelensky, chính quyền Biden đã không đề cập đến vấn đề chuyển giao tiêm kích F-16. Và tướng Zaluzny thậm chí còn nói rằng nếu không có F-16 thì cuộc tấn công sẽ không thành công. Phải chăng, điều này có nghĩa là Mỹ đã chán ngán và phó mặc cho Ukraine. Và cuối cùng là Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley sẽ rời bỏ chức vụ vào cuối tháng này. Ông được cho là nhân vật rất ủng hộ cuộc chiến tại Ukraine khi trực tiếp điều hành các cuộc tấn công của quân đội Ukraine cùng với tướng Zaluzny và người thay thế tướng Melly sẽ là tướng Joe Progenio, tham mưu trường không quân Mỹ và ông là một người nổi tiếng chống Trung Quốc cuồng nhiệt nhất. Điều đó cho thấy chính quyền Biden đang rời xa dự án Ukraine để chuyển sang châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ mệt mỏi với Nga, hụt hơi trước Trung Quốc Vào hồi tháng 2, tướng Mike Milley, chỉ huy bộ tư lệnh cơ động không quân Mỹ, từng gửi một bản ghi nhớ cho các sĩ quan cấp dưới của mình. Trong đó, ông dự đoán Mỹ sẽ có chiến tranh với Trung Quốc vào năm 2025. Tướng Midehun lưu ý rằng, bản ghi nhớ đề ngày 1 tháng 2 năm 2023 có dòng chữ Tôi hy vọng mình đã sai. Ông đã viết như sau, Linh cảm của tôi mách bảo rằng chúng ta sẽ chiến đấu vào năm 2025. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã giành được nhiệm kỳ thứ ba và thành lập hội đồng chiến tranh vào tháng 10 năm 2022. Cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan diễn ra vào năm 2024 và đó sẽ là lý do cho ông Tập. Cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ cũng đang diễn ra và sẽ mang đến cho ông Tập một nước Mỹ bị phân tâm. Vì vậy mà năm 2025 sẽ là cơ hội phù hợp cho Trung Quốc. Trong khi ấy, chính quyền Biden dường như đang có vẻ chuyển từ cuộc chiến chống Nga sang chuẩn bị cho một cuộc chiến trực tiếp với Trung Quốc, bằng cách tập hợp lực lượng đồng minh ở châu Á-Thái Bình Dương và tăng cường quân sự hỗ trợ Đài Loan. Chính quyền Biden cùng nỗ lực lôi kéo các nước nhỏ sẽ đứng về phía Mỹ. Vì vậy mà Mỹ lên kế hoạch đầu tư khoảng 10 dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn trên toàn thế giới, theo khuôn khổ sáng kiến xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn từ năm 2021 nhằm thách thức với vành đai và con đường của Trung Quốc. Nhưng thật không may, khi Mỹ và NATO đang lún sâu vào cuộc chiến ủy nhiệm với người Nga, đồng thời ngân sách tầm hụt của Mỹ và các đồng minh châu Âu khó có thể cung cấp khoản hỗ trợ 600 tỷ đô la cho các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển. Thêm vào đó, một sáng kiến chiến lược đã được công bố bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần trước, với mục đích sâu xa là nhằm cô lập nước Nga. Đó là tuyên bố về quan hệ đối tác hợp tác Đại Tây Dương Nhấn mạnh đến sự hội nhập kinh tế cho bà hai quốc gia ven biển Đại Tây Dương ở khắp bốn châu lục. Tuy nhiên, điều quan trọng là sáng kiến này của Mỹ lại có sự tham gia của Brazil, một trong số năm quốc gia chủ chốt trong khối BRICS. Brazil cũng giống như Ấn Độ đang trở thành tiếng nói quan trọng hơn trong các vấn đề toàn cầu. Cho đến nay, bất chấp áp lực từ phương Tây, thì Brazil vẫn duy trì mối quan hệ với cả hai đối thủ lớn của Mỹ là Nga và Trung Quốc. Rõ ràng là chính quyền Biden đang bày ra một mớ hỗn độn những xung đột địa chính trị điều đó cho thấy chiến lược của Mỹ đang bị giàn trải tại cả hai mặt trận Đông và Tây. Trong khi xung đột Nga-Ukraine vẫn đang căng thẳng, thì Trung Quốc đang âm thầm xây dựng các mối quan hệ ở Châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông, nơi mà Ả Rập Xê Út, một đồng minh quan trọng của Mỹ, đang trở thành đối tác thân thiết với Trung Quốc giống như Brazil. Trong khi ấy thì khả năng châu Âu sẽ tham chiến với Mỹ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc giống như cuộc chiến đối đầu với Nga có vẻ là khá xa vời, bởi kinh tế của châu lục này đang đình đốn. Ngoài ra, mỗi quốc gia châu Âu lại cũng có kế hoạch bảo vệ lợi ích riêng của mình. Như Tổng thống Macron đã từng tuyên bố, trở thành đồng minh của Mỹ không có nghĩa là trở thành chư hầu. Mất cân bằng quân sự ở eo biển Đài Loan Vào ngày 13 tháng 9, Trung Quốc công bố kế hoạch hội nhập kinh tế với Đài Loan, bao gồm việc khuyến khích niêm yết các công ty Đài Loan trên sàn giao dịch chứng khoán Trung Quốc, cũng như là tạo điều kiện cho người Đài Loan sống học tập và làm việc tại Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, thì Trung Quốc cũng tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, bao gồm cả nhóm tàu tấn công do hàng không mẫu hạm Sơn Đông dẫn đầu, đồng thời gia tăng các cuộc xâm phạm vào không phận Đài Loan. Gần đây nhất, vào ngày 18 tháng 9, Bắc Kinh đã điều 103 máy bay chiến đấu tới Đài Loan trong vòng 24 giờ, điều mà Bộ Quốc phòng Đài Loan gọi là mức độ chưa từng thấy. Trong những năm gần đây, thì Trung Quốc đã hiện đại hóa quân đội của mình, ra mắt tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 G-20, đồng thời cũng đưa vào hoạt động hai tàu sân bay cùng với một số tàu vận tải hiện đại. Mặc dù Trung Quốc luôn tuyên bố sẽ thống nhất Đài Loan, nhưng nước này chưa bao giờ loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu này. Cán cân quân sự ở eo biển Đài Loan vào thời điểm này hoàn toàn nghiêng về phía Trung Quốc, bất chấp Mỹ viện trợ và cung cấp vũ khí cho hòn đảo này. Trong bối cảnh như vậy, thì chính sách đối ngoại giàn trải của chính quyền Biden đã tỏ ra hụt hơi và không mang tính chiến lược, nếu không muốn nói là sai lầm khi cùng lúc đối đầu với cả Nga và Trung Quốc. Vì vậy mà chính quyền Biden đã phải mối mặt Xin được gặp quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc là Vương Nghị tại Liên hợp quốc nhằm nối lại đường dây liên lạc giữa hai bên. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phủ phàng từ chối khi đã cử phó chủ tịch Hàn chính thay thế ngoại trưởng Vương Nghị tới New York. Trong khi ấy thì ông Vương Nghị lại bay đến Nga để gặp tổng thống Putin nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới Trung Quốc. Truyền thông Nga đã đưa tin rằng chuyến đi của ông Vương Nghị tới Nga là chưa từng có khi kéo dài tới 3 ngày và nhận định rằng đây là khoảng thời gian dài chưa từng có trong thời hiện đại. Rõ ràng, sự kết hợp giữa Nga và Trung Quốc đang tạo ra một mối nguy hiểm lớn cho vị thế của Mỹ. Truyền thông Nga nhận xét rằng, chuyến thăm Moscow và Saint Petersburg của Vương Nghị không chỉ là sự đồng bộ theo dõi về các lĩnh vực ưu tiên hợp tác Nga-Trung, mà còn là sự chuẩn bị cho chuyến thăm của Vladimir Putin tới Trung Quốc, trong đó có thể đạt được các thỏa thuận mới giữa ông Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 10 tới của Tổng thống Putin báo hiệu sẽ có nhiều hợp tác quân sự giữa hai bên. Viễn cảnh này dường như đang khiến Tổng thống Biden thực sự lo lắng. Không phải ngẫu nhiên mà Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jake Sullivan đã vội vã đến gặp Vương Nghị trước chuyến đi tới Nga và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các hình thức hỗ trợ khác nhau mà Bắc Kinh đang cung cấp cho Moscow. Hiện thì Mỹ vẫn coi Nga và Trung Quốc là đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên thì theo cách nói này của người phương Tây là để liên minh Nga-Trung này ngày càng lớn mạnh hơn, thì Tổng thống Biden nên nhớ câu rằng tiền trách kỷ, hậu trách nhân. Tuyên truyền vô tác dụng Mỹ ra yêu sách với Ukraina. tờ New York Times vào hôm 25 tháng 9 đăng bài viết có tiêu đề: Quân đội Ukraina tuyên bố sẽ giết người đứng đầu hạm đội biển đen của Nga. Tờ này dẫn lời quân đội Ukraina khẳng định, họ đã giết chết chỉ huy quân đội biển đen của Nga là đô đốc Viktor Sokolov trong một cuộc tấn công tên lửa vào trụ sở hạm đội biển đen vào hôm 23 tháng 9. Trước đó thì giám đốc tình báo quốc phòng Ukraina cũng tuyên bố rằng có ít nhất hai tướng cấp cao của Nga đã bị thương, trong đó có đô đốc Viktor Sokolov Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Nga đã nói rằng, không có ai ở trong tòa nhà vào thời điểm mà tên lửa Ukraine bắn chúng. Trụ sở chính thực sự đặt trong một bong kè nằm sâu dưới lòng đất, ở một nơi không thể xác định. Nhưng cảnh quay của cuộc họp ban giám đốc mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga tại Moscow vào hôm 26 tháng 9 cho thấy đô đốc Viktor Sokolov đã tham gia cuộc họp giao ban qua sóng truyền hình trực tiếp. Ông đã xuất hiện tổng cộng 6 lần trước ống kính máy quay. Kênh Sky News ngày hôm qua cũng yêu cầu phía Ukraine làm rõ thông tin có phải là đô đốc Sokolov đã chết như quân đội nước này tuyên bố hay không? Tuy nhiên thì câu trả lời của Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov lại có vẻ khá ngờ nghịch. Ông này nói rằng, ông ấy đang ở trong vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của chúng tôi. Lẽ ra ông ấy không nên ở đó. Vì vậy mà nếu ông ấy chết, đó là tin tốt cho mọi người. Có thể nói công chúng ngày càng tỏ ra chán nản trước các tuyên truyền dối trá của các quan chức Ukraine. Rõ ràng, giới lãnh đạo Kiev cũng đang cảm nhận họ sẽ bị bỏ rơi. Và nhìn chung ở Ukraine thời điểm này, bầu không khí ngày càng trở nên u ám hơn về tương lai của đất nước. Chỉ trong vòng vòn vẹn có 2 tháng, Tổng thống Zelensky đã phải đối mặt với 3 lần thất bại trên trường quốc tế. Đầu tiên là kỳ vọng trở thành tư cách thành viên NATO đã tan thành mây khói tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO hồi tháng 7. Tiếp theo là cuộc khẩu chiến với Ba Lan dẫn đến việc chính quyền Ba Lan phớt lờ yêu cầu gặp mặt giảng hòa của Tổng thống Zelensky và đưa ra yêu sách buộc Ukraine phải rút đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới và từ bỏ các lệnh trừng phạt thương mại đơn phương. Và cuối cùng là chuyến đi gần như trắng tay của Tổng thống Zelensky tại Mỹ. Không những vậy, chính quyền Biden vừa mới công bố một lá thư với danh sách các yêu cầu Ukraine buộc phải thực hiện nếu muốn nhận thêm viện trợ. Bức thư dài 5 trang bao gồm danh sách cải cách ưu tiên, cải cách liên quan đến các điều kiện về hỗ trợ của Mỹ. Bức thư đòi hỏi một cuộc cải cách toàn diện tại các cơ quan quyền lực nhất của Ukraine và yêu cầu Kiev phải bổ sung nhân sự nước ngoài và các tổ chức chính phủ được chỉ định. Bức thư cũng đặt ra mốc thời gian là khoảng từ 3 đến 6 tháng, và muộn nhất là 12 tháng, buộc Ukraine phải thực thi cải cách nghiêm túc vấn đề này. Rõ ràng, chính quyền Zelensky đã hoàn toàn lệ thuộc vào Mỹ, và nhiều khả năng sẽ buộc phải cơ cấu một số vị trí cho người phương Tây vào chính phủ điều hành đất nước. Và để tiếp tục nhận được các nguồn viện trợ, thì Tổng thống Zelensky và nhóm cố vấn của ông sẽ sẵn sàng bán một số ghế tại Quốc hội tòa án hiến pháp và bộ quốc phòng cho Mỹ và NATO như cách ông đã cắt đất bán với giá rẻ mạt cho các quỹ đầu tư của Mỹ. Nếu không thực thi theo yêu cầu của bức thư đề ra, tất nhiên chính quyền Biden sẽ cắt tài trợ cho Kiev. Lưu ý là thâm hụt ngân sách của Ukraine năm 2024 dự báo là 43 tỷ đô la. Website Bộ Tài chính Ukraine vào hôm 26 tháng 9 cũng xác nhận con số này. Khi Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Machenko đã thừa nhận rằng đất nước ông đang phải dựa vào các đối tác phương Tây để trang trải các chi tiêu xã hội và quốc phòng, ước tính khoảng 43 tỷ đô. Tờ Reuters ngày hôm qua cho biết rằng, Thượng viện Mỹ đã phê duyệt một dự luật nhằm tạm thời ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa, trong đó có bao gồm việc phân bổ 4,5 tỷ đô cho Ukraine. Tuy nhiên, con số 4,5 tỷ đô không phải là tin tốt lành cho Ukraine lúc này, nếu tính đến con số tầm hụt 43 tỷ đô la. Điều đó có nghĩa là Tổng thống Zelensky không có đủ tiền để tiếp tục duy trì cuộc chiến vào năm 2024. Trong khi Ukraine đang trông chờ vào các đối tác phương Tây, thì tình hình kinh tế của Đức, đầu tàu kinh tế châu Âu lại cực kỳ ảm đạm. Ở bên kia Đại Tây Dương, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tin chấn động rằng tổng nợ của Mỹ đã vượt qua 33.000 tỷ đô la, tăng 56 tỷ đô la trong một ngày và tăng thêm 1.000 tỷ đô la chỉ trong vòng 3 tháng. Ở trường ngược lại, Nga đang lập ngân sách quân sự kỷ lục, Nga có kế hoạch tăng chi tiêu cho ngân sách quân sự và xã hội thêm 25,8% lên con số 36,6 nghìn tỷ rúp, tương đương với 383 tỷ đô la vào năm 2024. Trong đó, Nga đã tăng gấp đôi mục tiêu chi tiêu quốc phòng vào năm 2023 lên tới hơn 100 tỷ đô la. Trong khi đó, tờ truyền thông độc lập Moscow Times ước tính rằng, lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga, quân đội và tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này sẽ nhận được hơn 200 tỷ đô la vào năm 2024. Và tờ này xác nhận rằng những khoản chi tiêu quân sự như vậy chưa bao giờ từng có trong lịch sử hiện đại của Nga. Và với kết quả thực chiến đang nghiêng về phía Nga trong thời gian qua, thì sang năm 2024, được dự báo cuộc chiến sẽ thuận lợi hơn đối với Nga, khi nước này đang tăng cường đẩy mạnh sản xuất UAV Lancet cũng như là nhận thêm hàng triệu quả đạn pháo từ Bắc Triều Tiên. Điều này sẽ cho chúng ta đoán trước được kết quả cho Ukraine, đặc biệt khi xét đến những thất bại trên trường quốc tế của lãnh đạo nước này. Việc Mỹ và NATO viện trợ lô xe tăng Abram cho Ukraine như cam kết trước đó chỉ là giọt nước cuối cùng trước khi cuộc xung đột bị đóng băng. Nga tuyên bố Abram sẽ bốc cháy ở Ukraine. Vào tối ngày 26 tháng 9, Nga đã tấn công một cơ sở chiến lược quan trọng của Ukraine. Đó là sân bay quân sự Kulbakino nằm ở phía đông của Nikolaev. Hậu quả là máy bay Su-24M của Ukraine đã bị phá hủy. Cùng ngày hôm đó, thì Điện Kremlin cho biết xe tăng Abram do Mỹ cung cấp ở Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Nga và chúng sẽ bốc cháy giống như các thiết giáp khác của phương Tây. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, không có thuốc chữa bách bệnh, không có loại vũ khí nào có thể thay đổi cán cân quyền lực trên chiến trường. Chúng cũng sẽ bốc cháy. Tuyên bố này của ông Peskov được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Zelensky thông báo lô xe tăng Abram đầu tiên đã đến Ukraine. Ngay cả các quan chức Ukraine cũng thừa nhận rằng Abram không có khả năng làm thay đổi đáng kể cục diện cuộc chiến. Bởi họ hiểu rằng người Nga có thuốc giải để chống lại loại xe tăng kiên cố này. Đó chính là UAV Lancet, cơn ác mộng của xe tăng phương Tây. Tờ Bloomberg đã mô tả như sau. Pops Shelley, một nghị sĩ đảng bảo thủ của Anh gần đây đã đến thăm tiền tuyến ở Ukraine. Báo cáo rằng người Ukraine đang phải chịu thương vong rất nặng nề. Ông ước tính, cứ mỗi 75 mét lãnh thổ được chiếm lại, thì có một binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Phần lớn cuộc tàn sát được thực hiện bằng súng đạn cối 120 ly, nhưng trong đó có tính hiệu quả ngày càng tăng của UAV Lancer của Nga. Trong khi ấy, thì tờ Ford hôm 23 tháng 9 đăng bài viết có tiêu đề Người Nga vừa hạ gục 1 phần 5 số xe tăng Street 122 tốt nhất của Ukraine. Tờ báo này đã mô tả rằng, máy bay không người lái chứa đầy chất nổ của Nga đã vô hiệu hóa hai chiếc xe tăng Street Van 122 của Lữ đoàn Cơ giới số 21 của quân đội Ukraine. Streetvan 122 nặng 69 tấn là bản nâng cấp của xe tăng Leopard 2A5 do Đức hợp tác với Thụy Điển đồng sản xuất. Đây được cho là xe tăng tốt nhất của Ukraine, ít nhất là cho đến khi những chiếc Abram M1 do Mỹ sản xuất bắt đầu được tung ra chiến trường vào cuối tháng này. Rõ ràng là các thiết bị vũ khí thần kỳ của NATO cũng không thể cứu vãn được tình hình của Ukraine trên chiến trường. Hiện tại thì ở Washington, đang dấy lên hai luồng quan điểm trái ngược nhau. Một bên là muốn đóng băng ngay lập tức cuộc xung đột để cho Mỹ một lối thoát tránh bị xa so lầy tại Đông Âu. Trong khi bên kia muốn tiếp tục ủng hộ chính quyền Kiev kéo ra cuộc chiến. Tuy nhiên, chiều hướng đóng băng xung đột đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi, thậm chí ngay cả trong số những người trước đây đã từng ủng hộ Ukraine vô điều kiện. Đó là lý do tại sao châu Âu ngày càng cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine cần phải chấm dứt, theo kịch bản của Triều Tiên đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Biden đang phải đối phó với Đảng Cộng Hòa, muốn giảm bớt sự hỗ trợ cho Kiev. Nhà báo người Anh Neil Ferguson cũng đã nêu ra chủ đề chấm dứt chiến tranh ở Ukraine theo mô hình Hàn Quốc trên tờ Bloomberg vào hôm 24 tháng 9 rằng Cảm giác hưng phấn có thể cảm nhận được khi tôi đến thăm Kiev một năm về trước, nhưng phần lớn đã phai nhạt. Thay vào đó là sự kiệt sức. Những người lính từ tiền tuyến trở về đều mệt mỏi và họ không ngại thừa nhận điều đó. Nhà báo người Anh này cũng thừa nhận rằng cuộc phản công mùa hè với mục tiêu tiến sát lãnh thổ Crimea là không thực tế. Ông viết rằng, giờ đây thì dường như ngày càng ít khả năng người Ukraine thành công trong việc chia cắt cầu đất liền của Nga với bán đảo Crimea bằng một bước đột phá tới Biển Đen hoặc Biển Azov. Giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến có thể là một cuộc không kích của Nga vào Ukraine. Thành phố Lviv ở phía tây Ukraine mà tôi đã đi qua trên chuyến tàu tới Kiev đã bị tấn công vào tuần trước. Đó là lý do mà theo nhà báo này, Ukraine không nên mạo hiểm với một cuộc chiến kéo dài với nguy cơ làm suy yếu sự hỗ trợ của phương Tây. Mà nước này cần củng có những gì đã đạt được, có nghĩa là Ukraine nên đóng băng cuộc chiến dọc chiến tuyến hiện tại. Một số nhà lãnh đạo châu Âu đã nhấn mạnh rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang lầm vào thế bế tắc. Họ tin rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với viễn cảnh tồi tệ hơn rất nhiều nếu không nhanh chóng đàm phán với người Nga. Tuy nhiên thì phương Tây lại không hề tính đến liệu người Nga có muốn đóng băng cuộc xung đột hay không. Nguồn tin nội bộ của Ukraine vào hôm 26 tháng 9 cho biết rằng, chính quyền Biden đã công khai yêu cầu Tổng thống Zelensky bắt đầu quá trình đàm phán với Điện Kremlin vào cuối năm nay, thông qua bên thứ ba là các nước Ả Rập Xê Út. Chính quyền Biden cũng yêu cầu Tổng thống Zelensky cuộc chiến ở Ukraine phải bị đóng băng vào mùa xuân năm 2024. Như vậy, chúng ta có thể thấy, nhiều khả năng chính quyền Biden đang xa lầy tại chiến trường Ukraine. Và với chính sách đối ngoại giàn trải cả Đông và Tây, Liệu có thể mang đến lợi thế cho chính quyền Biden hay không khi mùa bầu cử 2024 đang cận kề? Thỏa thuận Trung Đông của Biden, thảm họa cho nước Mỹ. Tiếp nối với chính sách thảm bại tại Đông Âu, chính quyền Biden hiện đang xem xét một thỏa thuận đảm bảo an ninh chính thức cho Ả Rập Xê Út bằng cách giúp vương quốc này phát triển chương trình hạt nhân để đổi lấy việc Ả Rập Xê Út bình thường hóa quan hệ với Israel và xa lánh Nga. Tổng thống Biden và nhóm cố vấn của ông lập luận rằng Mỹ có lợi ích an ninh quốc gia với thỏa thuận đó. Chính quyền Biden ngày càng lo sợ rằng Mỹ đang mất dần ảnh hưởng ở Trung Đông trước Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên một lần nữa, Tổng thống Biden đã tính toán sai. Việc ký kết một thỏa thuận an ninh chung với Ả Đạp Xê Út sẽ là một tính toán sai lầm thảm khốc. Như tờ Wall Street Journal đưa tin rằng, nguồn tin từ các quan chức Ả Đạp Xê Út cho biết, Thái tử Mohammed bin Salman kỳ vọng rằng, bằng cách để các cường quốc chống lại nhau, Ả Đạp Xê Út cuối cùng có thể gây áp lực buộc Washington phải chấp nhận các yêu cầu của mình để tiếp cận nhiều hơn với vũ khí và công nghệ hạt nhân của Mỹ. Lưu ý là mặc dù là đồng minh quan trọng của Mỹ, nhưng Ả Rập Xê Út lại có mối quan hệ sâu rộng với cả Nga và Trung Quốc. Có điều dù Nga và Trung Quốc đã mở rộng tầm ảnh hưởng của họ ở Trung Đông, thì cả Moscow và Bắc Kinh đều không thể lấp đầy khoảng trống của Mỹ để lại ở Trung Đông. Chính vì vậy mà Ả Rập Xê Út và các quốc gia Trung Đông đã mở rộng quan hệ với cả Nga và Trung Quốc. Điều này khiến chính quyền Biden lo lắng về việc mất vị thế trước hai đối thủ lớn này. Điều đó sẽ khiến Mỹ phải có những nhượng bộ lớn về chính sách đối với Ả Rập Xê Út, dẫn đến một loại chiến lược đòn bẩy ngược. Đỉnh cao của chiến lược đòn bẩy ngược này là trò chơi mèo vườn chuột mà Thái tử Bin Salman đang ra giá với Tổng thống Biden. Để Ả Rập Xê Út tham gia vào Hiệp định Abraham, đương nhiên Mỹ phải có quà trao tay. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump đưa ra hiệp định này vào năm 2020, giúp Israel chính thức bình thường hóa quan hệ với Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sau đó là mở rộng sang cả Sudan và Maroc. Các quan chức Mỹ đã quyết tâm đưa Ả Rập Xê Út vào hiệp định này. Mục tiêu của Mỹ là thông qua hiệp định Abraham nhằm biến các cựu thù trong khối Ả Rập gom vào một liên minh. Mỹ hy vọng sẽ tạo ra một khối liên minh chính thức để phục vụ cho lợi ích của chính mình, nhằm duy trì ảnh hưởng và quyền lực tại Trung Đông trước bối cảnh Nga và Trung Quốc đang chiếm ưu thế. Đồng thời cho phép chính quyền Biden dành tay để tập trung vào các điểm nóng trên thế giới như Đông Âu hay là châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng đó là ý định của Mỹ, Tuy nhiên, các nước Ả Rập Xê Út lại không nghĩ như vậy. Họ muốn thông qua hiệp định Abraham này như là một cách để Mỹ tiếp tục bảo đảm an ninh cho họ, chứ không phải là phục vụ lợi ích cho Mỹ. Tức là quân đội Mỹ sẽ phải tiếp tục căng sức để bảo vệ các chính quyền Ả Rập trước chủ nghĩa khủng bố tại khu vực này. Đó chính xác là mục tiêu mà Ả Rập Xê Út muốn mặc cả với Mỹ để tham gia vào hiệp định Abraham, bằng cách buộc Mỹ phải viện trợ vũ khí và chuyển giao công nghệ hạt nhân để đảm bảo an ninh cho vương quốc này. Rõ ràng việc Tổng thống Biden ký kết thỏa thuận an ninh với Ả Rập Xê Út đã dẫn đến một vòng luận quẩn. Đó là Mỹ sẽ phải tiếp tục chống đỡ các nhóm khủng bố là nguồn gốc gây nên bất ổn tại Trung Đông mà Mỹ đã phải đối mặt trong suốt gần 3 thập kỷ qua. Trong khi đó, Trung Đông dường như không quan trọng đối với an ninh của Mỹ. Chuyên gia Justin Logan của Viện CITO đã nhận định rằng Trung Đông là một khu vực nhỏ nghèo và yếu, bị bao vây bởi một loạt các vấn đề hầu như không ảnh hưởng đến người Mỹ và các lực lượng của Mỹ không thể giải quyết điều tốt nhất nước Mỹ có thể làm là rời đi. Mỹ đã từng xa lầy tại Trung Đông, trong khi khu vực này không có tầm quan trọng chiến lược như châu Á-Thái Bình Dương, và cũng không có đối thủ nào đe dọa hất cảng vị trí số 1 của Mỹ ngoài Trung Quốc. Nhưng với việc xem xét thỏa thuận bảo đảm an ninh cho Ả Rập Xê Út, thì Tổng thống Biden lại đang đưa quân đội Mỹ quay trở lại khu vực nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố và mâu thuẫn sắc tộc này. Đó là lý do vì sao nói thỏa thuận Trung Đông đang mang lại thảm họa cho nước Mỹ. Thêm vào đó, là mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo Putin và Bin Salman, cũng như vai trò của họ với tư cách là lãnh đạo của hai khối OPEC và OPEC Cộng, cũng sẽ không khiến Ả Rập Xê Út nhanh chóng rời xa Nga như là Mỹ đang mong muốn. Và Tổng thống Biden dường như là đang tiếp tục thất bại trong chính sách đối ngoại của mình. Ba Lan tung cú nóc ao Ukraine Tờ Zek Post Polito của Ba Lan vào ngày 26 tháng 9 đã đưa tin rằng, các nhà điều tra Ba Lan đã đi tới kết luận rằng tên lửa S-300 của Ukraine là nguyên nhân gây ra sự cố tại làng Sevado vào tháng 11 năm ngoái khiến hai người Ba Lan thiệt mạng. Bất chấp Kiev vẫn khăng khăng cho rằng Điện Kremlin đã tấn công lãnh thổ thành viên NATO, nhưng giờ đây Ba Lan đã chỉ đích danh rằng thủ phạm đó chính là Ukraine. Lưu ý là thời điểm Ba Lan chính thức công bố kết luận này cũng khá nhạy cảm, vì nó diễn ra ngay sau khi mối quan hệ giữa hai bên đang tuột rất không phanh trong những tuần gần đây. Với việc chỉ đích danh Ukraine, mối quan hệ được cho là không thể tách rời giữa Ba Lan và Ukraine trong 19 tháng qua đã chính thức tàn vỡ. Ngay cả trước khi một loạt chuỗi sự cố diễn ra trong tháng 9 vừa qua, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky là Mikhail Podolyak đã dự đoán rằng mối quan hệ giữa hai bên sẽ trở lại bản chất cạnh tranh lịch sử sau khi xung đột nga Ukraine kết thúc. Tuy nhiên thì ông này không hề đoán trước được rằng nó đã trở thành hiện thực chỉ sau 7 tuần mà không cần chờ tới thời điểm kết thúc chiến tranh. Diễn biến mới nhất xảy ra ngay sau vụ bê bối tại Quốc hội Canada khi nước này vinh danh một thành viên Đức Quốc xã người Ukraine phục vụ trong sư đoàn diệt chủng người Ba Lan, nhưng lại được Tổng thống Zelensky vỗ tay nhiệt liệt sau khi được giới thiệu là một anh hùng thời Thế chiến thứ hai. Yaroslav Hanka là cựu chiến binh của sư đoàn Waffen Gulicia, hiện đã bị phía Ba Lan chính thức truy lùng. Đồng thái này được cho là đã giáng thêm một đòn trí tử vào mối quan hệ giữa hai đồng minh. Có thể thấy trong 10 ngày qua, chúng ta đã chứng kiến một trận chiến này lừa giữa hai đồng minh thân cận một thời đầu tiên là ba lan đơn phương giữ nguyên lệnh cấm nhập khẩu nông sản của ukraine sau khi thỏa thuận tạm thời của ủy ban châu âu hết hạn vào cuối năm nay điều này đã khiến tổng thống zelensky trong bài phát biểu tại liên hợp quốc đã ám chỉ rằng ba lan đang thực hiện theo mệnh lệnh của nga ba lan đã ngay lập tức đáp trả bằng việc không gửi vũ khí cho ukraine cùng với đó là các quan chức ba lan cũng đồng loạt lên án kiev tiếp đó là ba lan đang nỗ lực dẫn độ tội phạm ukraine từ canada vì bị nghi ngờ là tội ác chiến tranh và cuối cùng kết luận Kiev phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ của nước này vào năm ngoái. Tất cả những dữ kiện này đã cho thấy mối quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, ngay trước thềm bầu cử của Ba Lan vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Vì vậy mà đảng cầm quyền luật pháp và công lý đang phải vật lộn để chống lại những thách thức mạnh mẽ từ đảng đối lập nền tảng dân sự và đảng liên minh chống EU. Do đó, chính quyền Thủ tướng Ba Lan đã phải đặt lợi ích quốc gia làm trọng tâm trong cương lĩnh tái tranh cử của mình. Điều này lý giải vì sao Ba Lan cuối cùng đã quay lưng lại với Ukraine. Những nhận xét gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Mariusz Błaszczak, về việc tranh chấp ngũ cốc càng cho thấy nước này đã gắn liền vấn đề an ninh cũng liên quan tới vấn đề nông nghiệp. Mục tiêu là để đảng PiS cầm quyền thu hút sự ủng hộ của dân chúng Ba Lan, trước viễn cảnh hai đảng PO và đảng chống EU đang liên minh với nhau để đối đầu với đảng PiS. Vậy là chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là tới bầu cử tại Ba Lan. Việc truyền thông Ba Lan bỗng kết luận Kiev phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công tên lửa vào năm ngoái đã cho thấy rõ động cơ này. Chính quyền Tổng thống Duda hiểu rằng dư luận châu Âu nói chung đã mệt mỏi với cuộc xung đột tại Ukraine và họ cũng không dám lội ngược dòng vào thời điểm cuộc bầu cử tại Ba Lan sắp diễn ra. Đương nhiên, chính quyền Biden lo lắng các vụ tranh chấp giữa hai đồng minh sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, đặc biệt khi động đến di chứng lịch sử mà công chúng Ba Lan không bao giờ tha thứ cho Ukraine đó là Tổng thống Zelensky đã vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt kẻ đã từng gây ra nạn diệt chủng người Ba Lan tại Quốc hội Canada. Có lẽ dưới sức ép của Mỹ, Thủ tướng Canada Justin Trudeau vào hôm 27 tháng 9 đã chính thức xin lỗi Tổng thống Zelensky. Thủ tướng Trudeau còn gọi vụ bê bối này là sự đau đớn sâu sắc đối với người Do Thái, người Ba Lan và người Roma. Nhưng thú vị hơn là Thủ tướng Trudeau được cho là đã nói riêng với các nghị sĩ Canada rằng họ cần phải kín miệng với hy vọng vụ bê bối này sẽ chìm xuồng theo thời gian. Đài truyền hình quốc gia Canada CBC đã đưa tin rằng các nguồn tin của cuộc họp kín của Đảng Tự do nói với CBC News rằng Thủ tướng Trudeau đã nói với các nghị sĩ rằng họ nên tránh nói chuyện với truyền thông về lời mời của Hằng Ca, đồng thời cho rằng sự cuồng nhiệt của giới truyền thông sẽ lắng xuống nếu họ giữ im lặng. Tuy nhiên, thì Ba Lan quyết tâm không để vụ việc này chìm xuống. Không chỉ Bộ trưởng Giáo dục Ba Lan, Siemi quyết tâm dẫn đầu tội phạm Hằng Ca về nước, mà căng thẳng hơn là cựu Thủ tướng Ba Lan Pieta Shido còn nói rằng tiếng vỗ tay của Zelensky và Justin Trudeau trước kiểu chiến binh lực lượng SS trong Quốc hội Canada là một phần của vấn đề lớn hơn. Các chính trị gia Canada có thể không biết họ đang vỗ tay cho ai. Nhưng chẳng lẽ Tổng thống Ukraine không đoán được người hùng Ukraine 98 tuổi đã làm gì trong Thế chiến thứ hai hay sao? Có lẽ Tổng thống Zelensky đã không nhận thấy vấn đề, cũng như ông không chú ý nhiều đến việc sùng bái các đội hình vũ trang Ukraine từ Thế chiến thứ hai hợp tác với Đức Quốc xã vốn ngày càng trở nên phổ biến hơn ở Ukraine. Tôi hy vọng rằng bản sắc Ukraine sẽ không được xây dựng trên nền tảng của truyền thống đó. Như vậy có thể thấy, qua đoạn tweet này của cựu Thủ tướng Ba Lan, người ta đã thấy được sự giả dối của nền dân chủ Canada, cũng như Ba Lan đã chính thức xác nhận các nhóm vũ trang của Tổng thống Zelensky là hầu duệ của Đức Quốc xã. Bằng chứng rõ rệt là chính quyền Kiev đang phá hủy hàng loạt các di tích văn hóa và lịch sử mang dấu ấn của người Nga sau Thế chiến thứ hai tại Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine ngày càng tỏ ra manh động khi muốn nhận tên lửa tầm xa từ phương Tây để tấn công các mục tiêu ở Nga, Iran và Syria. Câu hỏi hiện nay là Nga sẽ làm gì tiếp theo trong cuộc xung đột Ukraine? Tiếp tục tấn công chậm rãi hay tăng tốc hành động để tiến tới xóa sổ chính quyền Kiev? Nước cờ hiểm hóc của Putin Giới quan sát tin rằng, thời gian tới có lẽ Nga sẽ tấn công toàn diện Ukraine. Có nhiều quan điểm cho rằng Nga đã phạm sai lầm khi không tấn công Ukraine bằng toàn bộ sức mạnh để nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột. Rằng đã đến lúc Nga cần nghiêm túc hành động mạnh hơn khi để Ukraine đã nhiều lần vượt các làn danh đỏ. Gần đây nhất, tổng biên tập hãng tin RT Margarita Shimonian đã bày tỏ quan điểm rằng Ukraine sẽ tiếp tục leo thang sau cuộc tấn công tên lửa vào trụ sở của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Theo bà Simonian, đã đến lúc Nga phải đưa ra tối hậu thư cho tất cả bọn họ, bao gồm cả Ukraine và phương Tây. Vào thời điểm này, Mỹ đã quyết định chuyển giao vũ khí cho Ukraine và nếu Tổng thống Putin không hành động đủ mạnh, sẽ khiến Nga bị tấn công tên lửa nhiều hơn. Tuy nhiên thì cũng có quan điểm phản bác rằng Tổng thống Putin đang nhận định nội bộ nước Mỹ khá bất ổn. Vì vậy mà cách khôn ngoan nhất là chờ đợi thời cơ để Tổng thống Biden buộc phải điều chỉnh lại các chính sách đối ngoại của mình. Vì vậy Tổng thống Putin không thực hiện những cuộc tấn công đột ngột có thể dẫn đến những phản ứng nguy hiểm của phương Tây. Hãng tin AT vào hôm 25 tháng 9 có bài viết rằng, cố vấn hàng đầu của Zelensky đã công khai xúc phạm Trung Quốc đây là lý do tại sao phản ứng của Bắc Kinh lại rất hạn chế. Được biết, cố vấn của Tổng thống Zelensky đã công khai nói Trung Quốc và Ấn Độ có tiềm năng trí tuệ yếu kém. Tuy nhiên, Trung Quốc đã thận trọng không phản bác lại. Mọi người đều biết rất rõ rằng, phản ứng thận trọng của không chỉ các nước lớn như Trung Quốc hay Ấn Độ, mà của hầu hết các thành viên trong cộng đồng quốc tế trước những trò hề của Mỹ và đồng minh, chỉ là để tiếp tục duy trì quyền lực của Washington. Rằng người Mỹ không có phương tiện nào khác để bảo vệ lợi ích và quyền lực mềm của mình trên thế giới và khả năng Mỹ sẽ buộc người khác phải chơi theo luật của riêng mình. Nhưng Bắc Kinh đang chơi một trò chơi phức tạp hơn. Mục tiêu cuối cùng là đánh bại Mỹ mà không cần phải đối đầu trực tiếp. Như vậy có thể thấy, Tổng thống Putin đang cực kỳ thận trọng vì lý do tương tự, tức là không để xung đột vượt ra ngoài biên giới Ukraine, cũng như không gây kích động để dẫn đến cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Nga. Việc Tổng thống Putin không phát động tấn công ồ ạt đã khiến nhiều người cho rằng Nga yếu kém. Tuy nhiên, việc tiến hành cuộc chiến chậm rãi cũng mang lại hiệu quả đó là không gây ra sự sợ hãi cho dân chúng châu âu và khiến mỹ gặp khó khăn hơn trong việc thuyết phục eu tập trung đối phó với mối đe dọa từ nga thay vì kiềm chế lạm phát và giải quyết vấn đề người tị nạn thêm nữa là nga cũng có thể gây áp lực lên mỹ ở các khu vực ngoài ukraine chẳng hạn như là syria hay iraq nơi nga có thể hợp tác với trung quốc và iran ngoài ra thì châu phi cũng là một địa điểm yêu thích nga và cuộc đảo chính niger gần đây cho thấy rõ điều đó không chỉ tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn với đồng minh thân cận của mỹ như ả rập xê út Ấn Độ hay Thổ Nhĩ Kỳ, Nga còn bắt tay với kẻ thù bướng bỉnh của Mỹ là Bắc Triều Tiên. Còn nhớ là vào tháng 8, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS đã công bố báo cáo của giáo sư Ted Ponto, một chuyên gia hàng đầu về kiểm soát vũ khí tại Viện Công nghệ Massachusetts, cho thấy sự xuất hiện của các tên lửa liên lục địa mới sử dụng nhiên liệu rắn của Triều Tiên. Và có thể đó là kết quả của việc chuyển giao công nghệ trực tiếp từ Nga. Báo cáo có đoạn viết rằng, Tên lửa này được trang bị để xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện có của Mỹ bằng các biện pháp đối phó và phóng nhiều vũ khí nhiệt hạch tới các mục tiêu ở lục địa Mỹ. Kết quả là hàng chục triệu sinh mạng người Mỹ hiện đang bị đặt dưới sự lãnh đạo của một nhà độc tài nước ngoài trẻ tuổi, đôi khi tất tường và có thái độ thù địch sâu sắc với chúng ta. Điều đó sẽ mang lại cho Triều Tiên đòn bẩy lớn hơn trong bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào trong tương lai liên quan đến Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc. Rõ ràng việc Nga đẩy mạnh hợp tác quân sự với Bắc Triều Tiên không chỉ đặt các căn cứ Mỹ tại Hàn Quốc vào hoàn cảnh rủi ro hơn, mà ngay cả an ninh Mỹ cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Do đó, nếu chỉ nhìn vào bối cảnh Ukraine, thì chúng ta không thể nhìn rõ được nước cờ của Tổng thống Putin, cũng như là khó có thể đoán được ông đang toàn tính điều gì. Ngay cả ở Ukraine, chúng ta cũng không thể biết chính xác điều gì sắp diễn ra do tất cả các bên đều đưa tin có chọn lọc về cuộc xung đột. Đặc biệt là phía Ukraine được cho là đang thực hiện các cuộc tấn công mang tính PR để duy trì sự ủng hộ của phương Tây trong khi nga ít phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài và quan tâm nhiều hơn đến việc tiêu diệt quân đội ukraine cũng như là dư luận trong nước tóm lại có vẻ như cách tiếp cận chậm chạp của nga đang có tác dụng phi quân sự hóa cả ukraine và nato cũng như là bắt đầu nỗ lực phi quân sự hóa cả canada lưu ý là canada gần đây đã thay thế anh trở thành quốc gia thứ hai chỉ sau mỹ hỗ trợ quân sự nhiều nhất cho ukraine Cách tiếp cận cuộc chiến một cách chậm chạp này của Tổng thống Putin cũng đang gây ra dạn nứt trong khối EU và cả Canada. Không có gì ngạc nhiên khi Thủ tướng Canada đã lên tiếng rằng Nga đang tìm cách chính trị hóa vụ bê bối tại quốc hội nước này để gây mâu thuẫn giữa các đồng minh phương Tây. Tất nhiên, mâu thuẫn âm ỉ giữa Đức và Ba Lan chưa bao giờ được giải quyết khi Ba Lan yêu cầu Đức phải bồi thường thiệt hại trong Thế chiến thứ hai. Điều này có thể giúp Nga cũng sẽ làm điều tương tự khi yêu cầu Ba Lan phải thanh toán chi phí chiến tranh cho việc giúp Ba Lan thoát khỏi Đức quốc xã. Thêm vào đó, công chúng Nga vẫn tín nhiệm cao đối với Tổng thống Putin. Và nhiều cuộc họp cũng như hội nghị quốc tế gần đây đều có thiện cảm hơn đối với Nga so với một năm trước. Tuy nhiên, mọi tính toán của Tổng thống Putin có thể thay đổi trong tương lai để phù hợp với chiến lược nhằm đánh sập một thể chế tân phát xít đang suy yếu. Thời điểm phán xét đã tới Sau vụ tấn công Svatobol, giờ đây Nga đã giáng một đòn tàn khốc vào các khu vực như Kiev, Chipne, Kharkov, Chekasi và cảng Odessa. Trong số thiệt hại có các nhà máy quân sự và một khách sạn chứa lính đánh thuê. Cuộc tấn công vào khách sạn Odessa được cho là có nhiều lính đánh thuê NATO đã bị phá hủy hoàn toàn. Khách sạn này trước đây phục vụ cho mục đích dân sự, nhưng đã bị đóng cửa. Tình báo Nga đã theo dõi chặt chẽ khi biết tình báo Ukraine đã trừng dụng khách sạn này. Các bức ảnh gần đây cho thấy nhiều cửa sổ của khách sạn này đang được mở để thông gió, chứng tỏ đang có người cư trú. Khu vực ngoại thành Odessa có nhiều nhà kho cũng chịu chung số phận tương tự. Những kho càng này trước đây được cho là chứa rất nhiều thiết bị của NATO. Thực tế thì trong vài ngày qua, Nga đã tấn công một số mục tiêu chiến lược của Ukraine, nổi bật là nhà máy sửa chữa xe tăng thiết giáp tại Kharkov. Nga cũng bắt đầu tấn công hạ tầng cơ sở năng lượng Ukraine, khiến miền Tây và miền Trung nước này chịu thiệt hại nghiêm trọng. Đồng thời, sân bay Taroko Siantinip tại vùng Khmelnytsky, nơi xuất kích của máy bay mang tên lửa Storm Shadow tấn công vào Crimea cũng bị Nga tập kích. Đây cũng không phải là sân bay duy nhất bị Nga tấn công. Gần đây nhất, sân bay quân sự Kumbakino nằm ở phía đông của Nikolaev cũng trúng tên lửa. Hậu quả là máy bay Su-24M của Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn. Cũng có những thắc mắc rằng tại sao Nga tấn công nhiều lần tại cùng một địa điểm tại các căn cứ của Ukraine. Tất nhiên, Ukraine đã khôi phục lại phần nào. Và đây là căn cứ Nikolaev đã bị tập kích. Lưu ý là có thời điểm cả hai bên Nga và Ukraine đều phóng tên lửa hành trình vào nhau gần như cùng một thời điểm. Trong khi Storm Shadow đang bay qua Crimea đến Sevastopol, thì tên lửa KH-101 của Nga cũng bay tới Kremenchuk gần như vào cùng một thời điểm. Đây cũng là thực tế chiến tranh mà Mỹ và NATO chưa từng chứng kiến. Điều này cho thấy cuộc xung đột này đã đạt đến cấp độ công nghệ cao nhất trong lịch sử chiến tranh. Các cuộc tấn công gần đây của Nga ngày càng trở nên phức tạp hơn. Bản đồ do phía Ukraine công bố cho thấy các tuyến đường kỳ lạ, vòng vèo mà tên lửa Nga được lập trình để thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công vào ngày 21 tháng 9. Bản đồ cho thấy tên lửa Kalibr và Onyx được bắn từ Crimea đã bay một vòng quanh tỉnh Nikolaev và sau đó tấn công Odessa từ phía sau, khiến hệ thống phòng không của Ukraine bó tay bất lực. Điểm mấu chốt ở đây là nếu Ukraine có thể ghi được một số đòn tấn công, thì người Nga luôn vượt lên dẫn trước với tỷ số vượt trội. Cứ mỗi lần Ukraine tìm cách tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga, thì Nga lại tấn công đáp trả hàng chục trụ sở chính, sân bay và các cơ sở quan trọng khác của Ukraine. Về phía Ukraine, có thể nói hoạt động tuyên truyền của nước này đang đạt đến cấp độ đẳng cấp nếu so với những gì mà quân đội nước này đang tiến hành trên chiến trường. Chính quyền Kiev cũng tối đa hóa và khuếch đại hiệu ứng tuyên truyền thông qua một số cuộc tấn công giả mạo từ một vài tài khoản bốt của Ukraine, trong đó bao gồm các cuộc tấn công giả mạo vào các sân bay của Nga ở Crimea. Một trong số này đã bị cộng đồng Twitter vạch trần. Đây là lý do tại sao vụ tấn công cảng Svatobol mà theo phía Ukraine đã khiến tàu ngầm Rostov và tàu ngầm Minsk của Nga bị thiệt hại nặng nề, cũng đang bị nghi ngờ là giả mạo đặc biệt là những hình ảnh về tàu ngầm của nga được phía ukraine công bố dường như đã được chỉnh sửa photoshop theo tờ tass hai con tàu này đều không chịu bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào lưu ý là tàu đổ bộ olenegosky goniak của nga trước đây bị máy bay không người lái của hải quân ukraine tấn công đã trở lại hoạt động sau khi sửa chữa nhanh hơn dự kiến tất cả điều này cho thấy sự giả dối trong lối tuyên truyền của ukraine công bố bản đồ gây chấn động Bản đồ mới do tờ New York Times công bố vào hôm 28 tháng 9 cho thấy chiến tuyến trải dài từ miền Nam và khắp toàn bộ phía đông Ukraine đang lầm vào bế tắc. Bản đồ đã minh chứng rằng Nga đang kiểm soát phần lớn các vùng lãnh thổ như Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporozhye. Các khu vực này vốn là các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Putin. New York Times cho biết rằng lãnh thổ được thay thế chủ trong tháng 8 ít hơn bất kỳ tháng nào khác của cuộc chiến. Trong khi Ukraine đạt được một số lợi ích nhỏ ở phía Nam, Tuy nhiên chung, Nga đã chiếm được nhiều lãnh thổ hơn ở phía đông. Khi cộng lợi ích của cả hai bên, thì Nga hiện đang kiểm soát thêm gần 200 dặm lãnh thổ ở Ukraine so với đầu năm nay. Như vậy, sau 9 tháng giao tranh đẫm máu, cuộc phản công của Ukraine tính từ đầu năm 2023 cho đến nay đã không đem lại kết quả. Không những thế, Ukraine còn mất thêm 200 dặm lãnh thổ vào tay người Nga. Mặc dù tờ New York Times đã cố tình giảm nhẹ những chiến tích của người Nga, khi chỉ ra rằng tổng diện tích mà Nga chiếm thêm được còn nhỏ hơn thành phố New York hay là thủ đô Kiev. Nhưng truyền thông Mỹ lại cố tình quên mất rằng, phương Tây đã đổ rất nhiều công sức và tiền bạc để giúp Ukraine mở các cuộc tấn công giành lại lãnh thổ kể từ năm 2014 đến nay. Ngoài ra thì tờ báo này còn dẫn lời một nhà phân tích chiến tranh cho biết, người Nga có vẻ khá hài lòng với việc duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ mà họ đang nắm giữ. Đồng thời, dựng lên hệ thống phòng thủ vốn là cơn ác mộng cho Ukraine. Theo Marina Miran, nhà nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's College London, thì thay vì tìm kiếm những lợi ích nhanh chóng, quân đội Nga dường như chậm rãi trong việc nắm giữ lãnh thổ mà họ đã kiểm soát. Họ không cần phải tấn công vì họ không mất gì cả. Theo các nhà quan sát, lực lượng của Nga đông hơn lực lượng Ukraine gần gấp 3 lần. Vì vậy mà Nga có thể coi việc phòng thủ kéo dài là để bảo vệ lợi ích cho chính mình. Nhà nghiên cứu người Anh còn nói thêm rằng, toàn bộ chiến lược của người Nga là họ để quân đội Ukraine lao đầu vào hệ thống phòng thủ. Rồi sau đó, tìm cách tiêu diệt càng nhiều càng tốt binh sĩ Ukraine và phá hủy càng nhiều càng tốt các thiết bị của phương Tây. Như vậy, truyền thông Mỹ đã thừa nhận chiến lược chậm rãi của Nga đang đạt được những hiệu quả như video hôm qua chúng tôi đã phân tích. Về bản chất thì chiến lược của Tổng thống Putin là buộc Ukraine phải đối mặt với các cuộc chiến tiêu hao trên chiến trường, đồng thời làm suy yếu nền kinh tế và quốc phòng của phương Tây. Mục đích cuối cùng của Nga là đẩy Liên minh NATO vào thế mâu thuẫn và chia cắt. Vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi CNN vào hôm 26 tháng 9 đã đăng đàn, con đường gập ghềnh của Ukraine sẽ ngày càng trở nên gập ghềnh hơn, cho thấy phương Tây ngày càng mệt mỏi với dự án Ukraine. rằng, nguồn thiện chí khổng lồ mà các lực lượng dân chủ ủng hộ cho Ukraine dường như đang cạn kiệt. Và đây sẽ là mối đe dọa thực sự và rõ ràng nhất đối với an ninh của châu Âu và toàn bộ liên minh phương Tây. Tóm lại, CNN cho biết, sự mệt mỏi của phương Tây về Ukraine đang lan rộng một cách chậm rãi nhưng ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của người dân phương Tây. Không chỉ đối mặt với sự ủng hộ quốc tế suy giảm, Tổng thống Zelensky cũng đang phải đối mặt với những rắc rối trong nước. Nguồn tin nội bộ trong văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, chính quyền Biden đang yêu cầu Kiev phải thực hiện các thỏa thuận đình chiến vào tháng 2 năm sau. Hiện thì đã được Mỹ nới rộng cho tới tháng 7. Nhưng nếu Tổng thống Zelensky từ chối đóng băng cuộc xung đột, thì người Mỹ sẽ bắt đầu cho công bố dữ liệu về tất cả các vụ tham nhũng của Bộ Quốc phòng Ukraine trong đó có các công ty nước ngoài đã liên kết với giới lãnh đạo Kiev, bòn rút hơn 10 tỷ đô la trong chiến tranh. Vì vậy, không phải vô cớ mà tờ The Times của Anh vào hôm 23 tháng 9 đã công khai tiết lộ về thảm họa đào ngũ ngày càng gia tăng trong quân đội Ukraine. Thậm chí, các binh sĩ và sĩ quan đã nổi loạn khi họ bất bình với nạn tham nhũng tràn lan trong các cấp chỉ huy của quân đội. Không những vậy, các phe đối lập tại Ukraine cũng không còn tin vào sự ủng hộ của phương Tây dành cho Tổng thống Zelensky nữa. Vì vậy mà họ đang bắt đầu thành lập liên minh cho cuộc bầu cử vào năm tới để lật đổ tổng thống Zelensky. Chúng ta cần lưu ý rằng hầu hết giới tinh hoa Ukraina đều coi chuyến đi tới Mỹ của tổng thống Zelensky đã thất bại toàn diện và coi ông như đã bị chính quyền Biden bỏ rơi. Tất nhiên tổng thống Zelensky trở về nước không hẳn là tay trắng. Khi Mỹ cuối cùng đã đồng ý chuyển giao ATACMF cho Ukraina. Nhưng liệu đó có phải là hệ thống tên lửa tầm xa tân tiến mà Ukraina mong chờ hay không thì chúng ta phải chờ thời gian trả lời. ATA CMS mỹ cung cấp cho ukraine có đáng sợ hay không có khá nhiều cuộc họp ở hậu trường liên quan đến việc chuyển giao ATA CMS cho ukraine đang cho thấy sự bất ổn trong nội bộ của nước mỹ đầu tiên là nhà trắng đã từ chối cung cấp ATA CMS nhưng rồi sau đó lại lặng lẽ chấp thuận rồi lại từ chối và giờ đây dường như đã có một sự phê chuẩn chính thức tuy nhiên sự đánh cháo lại nằm trong các chi tiết của thỏa thuận nói đúng hơn là ATA CMS thực chất sẽ không được mỹ chấp thuận bởi nếu Mỹ chuyển giao tên lửa tầm xa này, thì chúng thuộc về phiên bản nào mới là điều trọng yếu nhất. Kênh NBC News vào hôm 22 tháng 9 đã dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, nước này không có kho dự trữ ATACMF để có thể cung cấp cho Ukraine. Từ này đã nhắc đến các loại đạn thông thường cải tiến có mục đích kép, hay còn gọi là PBCM. Đó là các loại đầu đạn đất đối đất phân tán nhiều loại đạn nhỏ, phân tán trên diện rộng. Hay là nói chính xác hơn, PBCM là phiên bản bom chùm của ATACMF. Điều này cho thấy chính quyền Biden đang đánh lận con đen với Ukraine. Rõ ràng, phiên bản đạn chùm này là vô dụng do không thể tấn công phá hủy các mục tiêu kiên cố như các tòa nhà hay là các cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương. Trong khi Ukraine lại mong muốn có được ATACMS tối tân để có thể tấn công các tổ hợp S-300 và S-400 của Nga. BBCM thực chất chỉ là để tiêu diệt binh sĩ hoặc các phương tiện hàng nhẹ thô sơ. Yahoo vào hôm 28 tháng 9 đã xác nhận rằng Mỹ đã quyết định cung cấp cho Ukraine phiên bản tên lửa MGM 140 ATACMS được trang bị đạn trùm có tầm bắn 140 km. Quyết định này có thể gây thất vọng cho Kiev khi Tổng thống Zelensky muốn phiên bản có sức công phá mạnh và xa hơn lên tới 350 km. Do đó, mà phiên bản MGM 140 sẽ không mang lại hiệu quả đáng kể đối với Ukraine vì việc sử dụng đạn trùm của pháo binh nước này đã được chứng minh là vô dụng trên chiến trường. Không những thế, phiên bản này chỉ được cung cấp với số lượng hạn chế khoảng 60 chiếc. Lưu ý là trong cuộc phỏng vấn với tờ The Driver của Mỹ vào hôm 22 tháng 9, khi được hỏi rằng ông có biết Mỹ có bao nhiêu phiên bản tên lửa tấn công chính xác thay thế cho ATACMF cung cấp cho Ukraine hay không, thì Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine Budanov đã trả lời rằng nếu là 100 tên lửa thì điều này sẽ không thay đổi được tình hình. Như vậy, bản thân Giám đốc Tình báo Ukraine cũng thừa nhận rằng bất cứ số lượng tên lửa nào dưới 100 chiếc đều không thể mang lại lợi thế cho Ukraine. Tuy nhiên, thì phiên bản GMG-140 có thể gây nguy hiểm cho các sân bay của Nga. Đạn trùm sẽ không thể phá hủy hoàn toàn máy bay. Nhưng một tên lửa chứa đầy đạn trùm bắn vào sân bay có thể khiến hàng chục máy bay ngừng hoạt động cùng lúc. Giờ đây, thì mọi cánh cửa đang dần thu hẹp lại với Ukraine. Tổng thống Zelensky đã không còn đường lui. Nhiều khả năng sẽ phải nghe theo Mỹ đàm phán để đóng băng cuộc xung đột. Đồng nghĩa là phải nhượng lại bốn vùng lãnh thổ theo yêu cầu của Nga. Nhưng theo nguồn tin của Ukraine, tình báo Anh đã cảnh báo với Bộ Tổng tham mưu Ukraine rằng Điện Kremlin đã chuẩn bị lên kế hoạch chiếm 5 vùng của Ukraine nếu chiến tranh tiếp diễn đến năm 2024. Và người Nga cũng không dễ dàng chấp nhận đóng băng xung đột, theo ý của phương Tây. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ kế hoạch hòa bình 10 điểm của Ukraine và cảnh báo mọi thứ sẽ chỉ được giải quyết trên chiến trường. Tất nhiên, Ngoại trưởng Lavrov không nói về Ukraine và toàn quân của nước này, mà ông đang nói về lực lượng tổng hợp của NATO. Bởi với người Nga, thì quân đội Ukraine đã không còn tồn tại mà những lực lượng tàn dư còn lại của Ukraine hiện giờ có sự góp mặt của phần lớn lính đánh thuê nước ngoài. NATO đã thảm bại tại Ukraine. Nhà báo Shimohus đã tiết lộ một trong số những thông tin quan trọng nhất trong cuộc đời làm báo của ông. Đó là ông đã tường thuật tỉ mỉ về cách một nhóm thờ lặn quân sự Mỹ đã phá hủy đường ống Nord Stream theo lệnh của chính quyền Biden. Mùa đông năm ngoái là một mùa đông ôn hòa nên đã phần nào giảm bớt được cuộc khủng hoảng năng lượng cho châu Âu. Mặc dù vậy thì gần đây, cường quốc hàng đầu của châu Âu là Đức, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất. Lauren Kukashen, cựu tránh văn phòng của Ngoại trưởng Mỹ, Colin Pro, trong cuộc phỏng vấn gần đây đã tiên lượng về tổn thất của nước Đức và sự tan rã của NATO thông qua cuộc chiến ủy nhiệm tại Ukraine. Khi con tàu Ukraine bắt đầu chìm, Ba Lan, vốn là đồng minh thân thiết nhất của Kiev, đã thể hiện sự đoạn tuyệt công khai đầy kịch tính với chính quyền Zelensky. Và không chỉ có Ba Lan, có những dấu hiệu cho thấy nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đang đánh giá lại sự ủng hộ của họ đối với dự án Ukraine. Rất nhiều nhân vật hàng đầu của châu Âu đã thay đổi quan điểm của mình kể từ đầu cuộc chiến. Tờ New York Times đã mở đầu bài viết đầy ấn tượng với nội dung như sau. Nicolas Sarkozy, kiều tổng thống Pháp, từng được biết với biệt danh là Sarko người Mỹ, vì tình yêu của ông đối với môi trường tự do, tranh luận tự do. Tuy nhiên, thì gần đây ông có vẻ giống Sarko người Nga hơn. Ông Sarkozy nói rằng việc đảo ngược thực tế Nga sát nhập Crimea là hão huyền đồng thời cần loại trừ khả năng Ukraine gia nhập EU hay là NATO, vì nước này cần phải giữ thái độ trung lập. Ông cũng nhấn mạnh rằng Nga và Pháp rất cần nhau. Cựu Tổng thống Sarkozy cũng nói thêm rằng ông đã có hàng chục cuộc trò chuyện với Tổng thống Putin và thừa nhận Putin không phải là người phi lý, rằng lợi ích của châu Âu lần này không phù hợp với lợi ích của Mỹ. Như vậy chúng ta có thể thấy một cựu Tổng thống Pháp luôn ủng hộ quan điểm của Mỹ đã công khai tuyên bố châu Âu nên gạt bỏ Ukraine sang một bên và nước Pháp cần nối lại quan hệ với Nga. Trong khi đó, thì phương Tây đã hoàn toàn thất bại trong nỗ lực làm suy yếu quân đội Nga. Tờ New York Times dẫn lời quan chức NATO cho biết, hoạt động sản xuất quân sự của Nga đã vượt đáng kể so với tổng sản lượng của Mỹ và các đồng minh NATO cộng lại. Nga đang trên đà sản xuất 2 triệu quả đạn pháo mỗi năm và sản lượng đạn dược hiện tại của Nga lớn gấp 7 lần so với phương Tây. Tờ Fox Business dẫn lời quan chức Mỹ cho biết rằng, Mỹ sẽ đạt mức sản xuất 100.000 quả đạn mỗi tháng vào năm 2025 có nghĩa là phải tới 3 năm nữa, Mỹ mới đạt 1,2 triệu quả đạn pháo trên một năm, so với Nga là 2 triệu quả chỉ dừng trong năm nay. Vậy sau 2 năm nữa, chắc chắn năng lực sản xuất đạn của Nga sẽ không dừng lại ở con số này. Bên cạnh đó, thì truyền thông phương Tây cũng thừa nhận rằng Mỹ và NATO đang cạn kiệt cả về vũ khí và đạn dược. Mặc dù đạn pháo đã trở thành loại vũ khí sử dụng chủ yếu trong cuộc chiến Ukraine, nhưng chúng không đại diện cho công nghệ vũ khí tân tiến. Người Mỹ tự hào rằng ngân sách quốc phòng hàng năm của nước này lớn gấp hơn 10 lần ngân sách của Nga và có ưu thế vượt trội Nga về vũ khí công nghệ cao. Tuy nhiên thực tế có vẻ lại rất khác. Vào thời điểm Tổng thống Putin công bố đã chế tạo thành công vũ khí siêu thanh vào năm 2018, phản ứng của Mỹ và đồng minh lúc ấy chủ yếu là hoài nghi. Nhưng hơn 5 năm sau, vũ khí siêu thanh của Nga đã được sử dụng hiệu quả ở chiến trường Ukraine, hạ gục hệ thống phòng thủ Patriot và chứng tỏ cho thế giới thấy không một hệ thống phòng thủ tối tân nào của Mỹ có thể ngăn cản được. Tuy nhiên, cho đến lúc này, Mỹ vẫn chưa sở hữu được thứ vũ khí có thể thay đổi cuộc chơi. Như tờ Washington Journal vào hôm 18 tháng 9 đã xác nhận. Nga coi sự hiện diện quân sự của NATO ngay sát biên giới của mình là mối đe dọa an ninh quốc gia hiện hữu, mà bộ hệ thống tên lửa siêu thanh cũng đang mang lại cho Nga sự vượt trội đáng kể về mặt chiến lược, khiến việc Mỹ và NATO một khi tham gia sâu hơn vào xung đột Ukraine sẽ phải đối mặt với sự rủi ro đầy nguy hiểm cuộc tấn công của ukraine vào Svartopol chắc chắn có sự hỗ trợ của tình báo và trinh sát của nato khiến nato trở thành một bên tham chiến về mặt pháp lý trong cuộc xung đột dựa trên lập luận này người nga có thể trả đũa vào một thời điểm mà họ sẽ quyết định bằng cách sử dụng tên lửa siêu thanh để phá hủy trụ sở nato ở bruxelles bởi nga tự tin rằng không có hệ thống phòng thủ nào có thể ngăn cản vũ khí siêu thanh của họ ngay cả khi tổng thống putin loại trừ việc tấn công phủ đầu nato thì nga cũng có thể trả đũa theo nhiều cách khác nhau như ở chiến trường trung đông Châu Phi và Đông Á. Trung Quốc từ lâu dù coi Triều Tiên là đồng minh nhưng cũng coi nước này là nhân tố nguy hiểm ở Đông Á. Sau đó mà Bắc Kinh đã phản đối mọi hoạt động chuyển giao công nghệ tên lửa liên lục địa của Nga dành cho Triều Tiên. Việc Nga chuyển giao công nghệ tên lửa cho Triều Tiên cũng có thể thực hiện tương tự cho các nước ở Tây bán cầu như là Cuba và Venezuela, hai đối thủ truyền kiếp với Mỹ. Vì vậy, Nga có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba phiên bản 2 cho Mỹ vào thời điểm này. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin vào hôm 25 tháng 9 đã tuyên bố rằng sắp tới số phần của Ukraine sẽ được định đoạt, hoặc là đầu hàng Nga hoặc là sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ông tuyên bố bằng cách dẫn dữ liệu như sau. Khi nói về cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Joe Biden và các quan chức phương Tây đã gọi đây là một cuộc chiến tiêu hao. Họ đã đầu tư số tiền khổng lồ vào việc quân sự hóa chế độ Kiev. Sự thật đơn giản là phương Tây đang gặp phải tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược người dân Mỹ và châu Âu đã mất niềm tin vào các chính trị gia của họ. Theo ông, kết quả của cuộc chiến tiêu hao còn bao gồm các vấn đề kinh tế ở châu Âu và Mỹ, tình trạng thiếu nhân lực cho quân đội Ukraine và cuối cùng là thảm họa về nhân khẩu học đối với Ukraine. Ông đã dẫn dữ liệu rằng hơn 10,5 triệu người đã trốn khỏi Ukraine cùng với 11,2 triệu cư dân khác ở bán đảo Crimea, Svatobol, Donetsk, Luhansk, Zaporozhye và Kherson đã gia nhập nước Nga. Ukraine đã mất 53,7% dân số kể từ năm 2014. Tỷ lệ tán thành của giới lãnh đạo EU và Mỹ đạt mức thấp lịch sử. Tỷ lệ không tán thành đối với Tổng thống Biden là 57%, 69% với Tổng thống Pháp Macron và 72% với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Và cuối cùng là các tổ chức quốc tế đã hạ thấp xếp hạng đầu tư dài hạn của Mỹ về tình hình tài chính Mỹ sẽ xấu đi trong 3 năm tới. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin đã nhấn mạnh rằng các sự thật này đã nói lên một điều đó là Ukraine sẽ không còn tồn tại như một nhà nước, trừ khi chế độ Kiev đầu hàng theo các điều kiện của Nga. NATO đã tốn hàng chục tỷ đô la để giúp chính quyền Kiev lấy lại lãnh thổ đã mất, nhưng lại bị mất thêm 200 dặm. Xét một cách tổng thể, NATO đã thất bại thảm hại ở chiến trường Ukraine. Giới quan sát cho rằng, việc Mỹ và NATO truyền trọng tâm từ Nga ở châu Âu sang Trung Quốc ở châu Á không chỉ là để lấp liếm cho thất bại tại Ukraine, mà còn là phản ứng thảm hại của một phương Tây đang cảm thấy năng lực bị suy giảm và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.